Em thấy không? Dạ thấy ạ. Rồi. Không thấy ai gửi câu hỏi gì hết, chắc là đọc. Dễ quá. Hả? Không có ai thắc mắc gì hết. Hay là chưa đọc? Chúng ta còn 5 5 6 phút trước khi mà trình à. Có em nào có thắc mắc gì không? À, có ai đọc rồi thấy khó hiểu quá? Cái số slide thì các em thấy nó nhiều vậy nhưng mà thực sự là sẽ có một số slide quan trọng thì tôi nhấn mạnh ha. Em để ý tại những cái slide đó nó có thể hỏi, tôi có thể hỏi là vì cái tính quan trọng của nó, cũng như là tôi sẽ ngừng lại, ngừng lại lâu một chút là em biết là cái slide đó là quan trọng đó. Và cái slide đó nếu mà hỏi thì là sẽ hỏi trong những cái slide đó. Trong quá trình giảng bài tôi sẽ nói ví dụ như là câu hỏi thi mà tự luận có thể hỏi là những cái kiểu như thế nào và câu hỏi thi trắc nghiệm có thể là như thế nào. Em chịu khó. Tại vì bây giờ em thi toàn là sẽ sắp tới á, là kiểm tra giữa kỳ á, thì thường là tự luận. Kiểm tra cuối kỳ á, của chứng chỉ nó sẽ là
Sẽ là trắc nghiệm mà đề á, thì cho hết trơn rồi, nộp hết từ hồi đầu năm rồi. Vì thế cho nên nó cũng có cái hay của cái việc làm đề đầu năm, tức là gửi đề hết xong rồi quên hết. Lúc dạy thì đâu nhớ gì đâu, nhưng mà sẽ biết những cái phần được gọi là trọng tâm. Và thường nó là những trọng tâm, có nghĩa là những cái nơi mà mấy em hay mắc mớ, mà mấy em hay thực hành sai, hoặc là thực hành mà hiểu lầm. Và khi hiểu lầm nó sẽ dẫn đến những cái sai khác nữa. Vì thế nên trong trường hợp đó đó là mình sẽ phải hiểu như thế nào. Tại vì bình thường mấy em hay lý luận lắm, mà nếu mà đến lúc lý luận ra rồi á, thì hỡi ôi, em hiểu sai cái hướng dẫn. Và có thể là ai cũng đưa một cái bảng giống vậy ha, nhưng mà để hiểu cái bảng đó đó thì nó ít. Mấy em nghe rõ, nghe rõ rồi ha. Chúng ta chờ thêm độ một vài phút nữa để cho các anh chị khác đó, mới có thể mà mọi người vô, có thể vô, và sau đó thì tôi sẽ bắt đầu cái bài. Tại vì bây giờ là 13:30 rồi, nhưng mà cũng có thể có người trễ. Kể ra từ hồi online đến giờ mọi người cũng đúng giờ. Đúng giờ thì nó cũng tốt, nó cũng tốt. Nếu mà dạng trên dạng đường thì đúng 1:30 là tôi bắt đầu nói. Nhưng mà bây giờ mấy em cũng giỏi online hết rồi, vì thế nên cũng không sao. Và cái bài tổn thương thận cấp này cực kỳ quan trọng cho bác sĩ nội khoa, bài bệnh thận mãn cũng khá quan trọng. Sau đó nếu mà treo theo chương trình thì ngày hôm nay nếu mà tôi nói kịp á, chứ còn nhiều khi nói không hết. Bài tổn thương thận cấp á, thì trong trường hợp đó sẽ qua cái bài mà đại cương về bệnh cầu thận. Đại cương của bệnh cầu thận thì nó không có cái gì khó hết. Cấp thì chắc chắn là em biết rồi, hội chứng thận hư thì em cũng biết rồi, và em sẽ được học kỹ với lại bác sĩ Vũ vào thứ sáu. Như vậy nó chỉ còn có một cái thể thôi, đó là viêm cầu thận tiến triển nhanh. Nhưng mà giả sử cái đó là để cho em đọc thêm cũng được, để cho để đầu vào thứ tư mình có nhiều giờ mình nói hai bài kia. Chứ còn nếu mà hai bài kia mà chúng ta không có nói, nó không kịp luôn. Hai bài kia nó cũng nhiều tương tự. Khi xưa thì tôi còn làm thêm những cái bài khác nữa, nhưng mà là vì sau này cái thời gian cái giờ dạy nó ít quá, nên thôi chọn lại những một số bài mà tôi nghĩ là các em quan tâm. Thôi bây giờ chắc là chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay ha. Chào các em, hôm nay là ngày 25 tháng 10, thứ tư ngày 25 tháng 10, và chúng ta sẽ bắt đầu học một cái hai bài nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài tổn thương thận cấp, chẩn đoán và điều trị. Thì thường á, là nói đến tổn thương thận cấp á, là các em sẽ dựa vào trong hầu hết tất cả các sách giáo khoa nó đều có hết. Và ngoài ra là những sách giáo khoa mà mới cập nhật hiện nay á, là người ta sẽ lấy cái thấy cái guideline, có những cái hướng dẫn. Hướng dẫn này nó có từ lâu lắm rồi ha, của Hội Thận học Quốc tế, là KDIGO, em nghe rất là nhiều. Nhưng mà tôi muốn ngày hôm nay là giới thiệu cho em thêm một cái guideline, một cái hệ thống guideline mới nữa, ADKI, mà cực kỳ quan trọng. Và ADKI nó sẽ ra thường xuyên hơn, là vì bản thân của ADKI đó là một cái tổ chức mà nó có là tổ chức quốc tế mà có nhiều chuyên khoa. Mà ở trong đó đặc biệt chúng ta thấy là ngoài bác sĩ về thận học, cái cực kỳ quan trọng ở đây là chúng ta có bác sĩ hồi sức. Bác sĩ hồi sức đã giữ một cái vai trò quan trọng để làm cho cái hệ thống hóa cũng như là thay đổi những cái chiến lược để phát hiện sớm cái tổn thương thận cấp, đặc biệt là ở những cái nhóm bệnh này. Và ngoài ra còn có những chuyên gia khác. Và mục tiêu của những cái guideline mà của ADKI là nó làm sao có thể cải thiện được chăm sóc kết quả của bệnh nhân tổn thương thận cấp. Cho đến ngày nay, mặc dù chúng ta có điều trị thay thế thận, nhưng đứng về mặt thống kê tử vong của tổn thương thận cấp chưa giảm trên cả thế giới luôn nha. Tức là những biện pháp điều trị thay thế thận thì có thể làm cho bệnh nhân là sống vậy đó. Vấn đề quan trọng là để giảm tử vong. Và những cái điều chúng ta làm được là thua xa những cái nhà tim mạch. Có thể là hy vọng rằng là với những cái hướng dẫn mà của hội hồi sức á, thì chúng ta sẽ có những cái bước tiến quan trọng hơn. Là tại vì sao? Là tại vì chúng ta phải phát hiện sớm hơn nữa cái tổn thương thận cấp, giống như là các nhà tim mạch người ta đã huấn luyện cho mọi người á,
mọi người là phải nhớ đến ba cái dấu hiệu và phải nhớ đến động học. Và trong trường hợp đó, cái khái niệm mà cực kỳ quan trọng mà những cái cuốn textbook cũ, em chỉ cần đi cũ được vài năm là em đã thấy là 2012 là đã bắt đầu đã có những cái mới rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta học từ những cái nơi khác mà lấy cái kiến thức thật cũ á, thì những kiến thức cũ đó người ta sẽ không dựa nhiều vào động học. Và hiểu như thế nào là động học, là trong trường hợp đó chúng ta sẽ có hai cái câu hỏi đầu tiên để nói về cái động học và dựa vào những cái động học thay đổi của creatinine, và cái thứ hai là theo các đơn vị hồi sức là phải dựa vào sự thay đổi của thể tích nước tiểu. Chúng ta sẽ có thể chẩn đoán được và chúng ta sẽ có thể tiên lượng được mà bệnh nhân nào tử vong. À, và ở đây là những cái câu này là những cái câu em thường gặp ở trong những cái bài mà của tôi rồi, bài lâm sàng. À, tiếp theo là chúng ta sẽ đứng ở cương vị nào để chúng ta xác định về tần số. À, tại vì nếu mà chúng ta đứng ở một cái đơn vị thận á, mà em đi qua chạy thận của bệnh viện Chợ Rẫy, em thấy tổn thương thận cấp không nhiều. Không nhiều. À, cái đó là cái mà nhận định của các bác sĩ thận. Và như vậy nếu mà chúng ta gộp chung với lại các nhà hồi sức, chúng ta sẽ gộp chung với một cái định nghĩa mới của mà những các bác sĩ hồi sức đã thống nhất rồi cùng với lại bác sĩ thận sau này, thì chúng ta sẽ ra được một cái số liệu. Và đây là cái phần, những đây là những cái phần mới. Rồi cái phần nữa là một cách hệ thống để cho một cái bác sĩ mà được gọi là primary care physician, bác sĩ ban đầu á, chăm sóc sức khỏe ban đầu á, là tại vì nếu chúng ta phải làm như các nhà tim mạch để cho các bác sĩ mà không cần biết nhiều về thận, tại nói đến thận ai cũng thấy sợ hết. Bây giờ người ta không biết nhiều về thận nhưng người ta vẫn có thể phát hiện sớm. Còn cái phần này á, thì nói thật là nguyên nhân diễn tiến á, thì cái phần này nó thuộc về kinh điển ha. Và để chẩn đoán tổn thương thận cấp do nguyên nhân nào á, thì nó có những cái nguyên nhân chúng ta có thể chẩn đoán một cách dễ dàng, có nguyên nhân thì khó khăn hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần biết đến nguyên nhân thì chúng ta sẽ điều trị nó làm sao, tại vì chúng ta đứng ở cái cương vị là không để đi sâu vào nguyên nhân nữa, hiểu ý không? Có em nói chờ biết là tổn thương tại thận rồi, bây giờ làm gì tiếp? Trước thận thì em biết rồi, sau thận thì em biết rồi, tại thận thì thôi cái đó để chúng ta làm sao. Và lúc đó tại thận đó là vai trò của bác sĩ thận. Rồi bây giờ chúng ta đã dựa vào phân loại thì từ đó chúng ta sẽ có cái điều trị theo giai đoạn. Em có thể coi được rất nhiều từ cái KDIGO năm 2012 rồi. Điều trị biến chứng cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà hai cái mới này nè, là cái điều trị thay thế thận. Nó sẽ như thế nào khi nào mà chúng ta điều trị thay thế thận. Rồi AKI diễn tiến ra sao sau khi xuất viện, tức là cái diễn tiến có thể hồi phục hoặc không hồi phục tùy thuộc vào cái chức năng thận của bệnh nhân trước đó. Như vậy thì đầu tiên là cái phần này là cái phần quan trọng. Cái phần này là phần quan trọng và sẽ cho các em để làm tính toán hoặc là những cái câu hỏi ấy, và nó câu hỏi mà để trắc nghiệm ấy, thì nó dễ cho về phần này lắm. Thì ở đây em sẽ nhớ là đây là cái định nghĩa mới. Định nghĩa này là định nghĩa cũ của cái suy thận. Và như vậy người ta chỉ thấy là chỉ khi nào mà bệnh nhân vô niệu ha, hoặc là người ta thấy là bệnh nhân creatinine cao ha, thì trong trường hợp đó là đây là lịch sử mình không nói. Nhưng mà cái từ cũ chính vì thế nên người ta sẽ nói có hai tính chất thôi. Tức là giảm độ lọc cầu tận cấp tính vài ngày vài giờ, và cái thứ hai là có khả năng hồi phục. Tức là người ta nói nếu mà cái thận nào mà không hồi phục được thì nó không phải là cấp. Mà thận mà hồi phục được chắc chắn là cấp. Thì cái điều đó là đúng. Nhưng mà bây giờ mình lại hiểu thêm một cái ý nghĩa thứ ba nữa là không hồi phục được cũng chưa chắc nó là cấp. Thì trong trường hợp đó người ta nói cho đến hiện tại á, nếu mà người ta chỉ dựa vào cái định nghĩa là diễn tiến trong vòng vài giờ đến vài ngày và có khả năng hồi phục thì nó trễ quá, nó trễ quá. Và tử vong nó cao quá và người ta không có thể nào thống nhất nhau. Và cái từ khi xưa người ta xài á, là cái từ tiếng Anh thì acute là đúng rồi, nhưng mà là renal là thận, nhưng mà đây là một thuật ngữ và failure là suy, có nghĩa là trễ. Còn nếu mà sau đó người ta đưa ra những cái định nghĩa mà em đã biết rồi, acute lần này nó sẽ là kidney, tức là có nghĩa là tính cộng đồng hơn, người nào ai cũng biết được. Và injury là bắt đầu từ những cái tổn thương có những cái mức độ thay đổi khác nhau. Nó giống như là khi mà chúng ta học về nhồi máu cơ tim, tức là nhiều khi chúng ta học về nhồi máu cơ tim, tôi phải liên hệ đến bệnh tim là tại vì hầu hết các em được học cái phần đó rất tốt.
Và đó là một cái điều mà tôi thấy là các bác sĩ tim mạch người ta làm và làm giảm được tử vong. Chứ tử vong của AKI cho đến bây giờ nếu em đi về epidemiology em thấy nó không có thuyên giảm. Thì người ta thấy là nó có nhiều mức độ, thì đối với tim mạch lúc nào người ta cũng tối cấp rồi cấp mãn. Rồi bây giờ đây có hoại tử không, có quy hoại tử không, hay là em chỉ có ST chênh lên, ST không chênh vân vân. Thì nó phải có những cái hội chứng với những thay đổi mức độ khác nhau và nói lên rất nhiều giai đoạn, chứ không phải chỉ ở đây là vô niệu và đa niệu. Ở khi xưa chúng ta chỉ có cái đó thôi, khi vô niệu là chúng ta biết đó là suy thận và khi đa niệu chúng ta biết nó hồi phục. Còn bây giờ nó nói là chưa vô niệu vẫn là suy thận ha, mà chưa có không cần phải qua giai đoạn đa niệu. Và điều đó chứng tỏ là mình sẽ chỉ dựa vào hai cái khái niệm. Ở đây người ta xác định ở không phải là độ lọc cầu thận mà dựa vào rất là cụ thể ha, rất là cụ thể là hai cái xét nghiệm, mặc dù cho đến ngày nay nó không phải là marker được xem như là sớm nhất nhưng mà nó dễ dễ tiến hành nhất, tức là ure và creatinine. Và rất là rõ ràng vẫn như như khi xưa, tức là vài giờ đến vài ngày, người ta vẫn dựa vào vài giờ đến vài ngày. Và bây giờ người ta lại nói lên không có cái chữ hồi phục nằm trong định nghĩa. Em nhớ chi tiết đó ha, giờ này không có chữ hồi phục nằm trong định nghĩa. Và vì sao? Tại vì nếu tổn thương thận cấp này mà nó xảy ra quá nặng ở một người chưa từng bị bệnh thận, nó vẫn có thể hư luôn cái thận đó. Và tổn thương này nếu xảy ra ở bệnh nhân đã có bệnh thận mãn, mà nó đã là bệnh thận mãn là silent disease rồi mà, là hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, thì nó vẫn có thể là không hồi phục. Vì thế cho nên người ta chỉ cần là tăng bun creatinin vài giờ vài ngày, kèm hay không kèm theo giảm thể tích nước tiểu. Nhưng đây chỉ là một cái định nghĩa chung thôi. Để cụ thể hóa thì người ta sẽ đưa ra là tăng bao nhiêu, giảm là giảm bao nhiêu. Thì chắc chắn chúng ta đã có những cái cụ thể đó, và với những cái cụ thể đó chúng ta sẽ tính thử xem. Đây là cái phần là sai này, là sai nhắc lại. Và như vậy thì em sẽ thấy rồi, ở đây chúng ta có cái tử suất nè, tử suất so với những bệnh lý nội khoa khác. Thì nếu mà chúng ta ở đây chúng ta không có cái so sánh với nhồi máu cơ tim cấp, nhưng mà nhồi máu cơ tim cấp nó cũng ít hơn là AKI. Vấn đề là cái những cái thống kê mà của bên thận học, và cái số liệu nó sẽ khác nhau. Ở đây thì nói là gánh nặng rồi ha. Và ở đây nó chỉ có một cái điểm đặc biệt thôi, em phải để ý ha. Khi mà 30% là AKI diễn tiến đến suy bệnh thận mãn và suy thận mãn giai đoạn cuối. Nhưng mà nó có cái điểm này cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tức là nếu ADKI là người ta sẽ thống kê số liệu của cả thế giới, nên là cả thế giới mà, nên người ta để ý là lớn hơn 85% AKI ở nước thu nhập thấp và trung bình. Nước chúng ta là thu nhập thấp trung bình, tức là hoặc là thấp, hoặc là trung bình, hoặc là trung bình thấp, hoặc là trung bình cao, đều có hết. Và như vậy là đây là một cái này nó chỉ nói đến chi phí hoặc là căn nguyên thôi. Bây giờ nói đến tử vong của AKI thì nó liên quan đến tốc độ tăng. Thì cái này á, là tác giả Glenn Churchill, là ông là một cái giáo sư, ở thời điểm này á, là ông đã làm vẫn làm nghiên cứu ở Harvard. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nếu mà ở đây người ta nói là delta tăng, cái chi tiết này trên lâm sàng thì tôi có nhắc lại cho các em rồi, thì em sẽ phải nhớ là delta tăng của creatinine mà nó chỉ cần tăng 2 ngày liên tiếp mà nó lớn hơn 0,5 thì tử vong tăng 7 lần, và tăng 1 thì tăng 10 lần. Chúng ta chỉ nhớ cái này, tại vì nó tăng 2 thì chắc chắn là tử vong nó tăng nhiều hơn. Và khi xưa chúng ta có cái phân loại được gọi là rifle, là đầu tiên là từ năm 2004 nha, năm 2004 người ta đã đưa ra phân loại rifle của các nhà hồi sức. Thì trong đó người ta khởi động là bệnh nhân chỉ có nguy cơ cao thôi, rồi có đến nguy cơ bị tổn thương thận cấp, rồi đến tổn thương, rồi đến suy ha. Và đến cái giai đoạn này là những cái suy này là hoàn toàn không có hồi phục nữa, rifle ha. Và cuối cùng là end stage, rồi là giai đoạn cuối. Thì người ta nhận thấy ở đây là cái đường tử vong nó sẽ tăng tùy theo mà đây đây là người bình thường, còn đây là từ nguyên nhân tử vong thì nó sẽ tăng tương ứng với từng cái giai đoạn của rifle. Điều đó chứng tỏ là cái đó nó xuất phát từ cái chỗ là tác giả này, khi người ta để ý khi mà trong cái nghiên cứu này hơn ba mươi mấy ngàn người, thì tác giả Glenn Churchill thấy rằng là nếu mà ông thấy
ông phải có hai cái kết quả creatinine 2 ngày liên tiếp ở trong cái hồ sơ á, mà bệnh nhân, cái này là nghiên cứu người ta hồi cứu à, người ta không làm tiền cứu nổi, 30 mấy ngàn cái hồ sơ mà, thì người ta thấy á, nhưng mà cực kỳ quan trọng, nên các em đừng có khinh hay em coi thường những cái nghiên cứu hồi cứu. Nghiên cứu hồi cứu, nhưng nếu mà nghiên cứu đó là một cách cẩn thận, và đặc biệt là ở những cái cơ sở Brigham and Women là cơ sở đào tạo và cực kỳ giỏi, được xếp vào top 10 của Mỹ. Thì trong trường hợp đó, nếu một cơ sở đào tạo nào chính quy và hoàn toàn chính xác, thì ông nói rằng là 30 mấy ngàn hồ sơ này là ông sẽ phải chắc chắn là creatinine trong 2 ngày liên tiếp là phải có mới giữ lại. Hoặc ít nhất là phải 3 lần. Còn không có thì là không có thì ông làm. Thì ông thấy là nếu mà delta tăng lớn hơn 0,3 trong thì trong trường hợp đó là em sẽ thấy là odds ratio của tử vong nó sẽ tăng lên. Và chính vì thế cho nên nếu mà chúng ta lấy, đó là lý do mà từ cái nghiên cứu này mà người ta lấy cái giá trị mà 0,3 là cái giá trị mà định nghĩa của tổn thương thận cấp. Hồi nãy chúng ta nói rồi, tức là chúng ta cần 2 tiêu chuẩn thôi, một là creatinine, và ở đây người ta không, trong định nghĩa người ta không lấy bùn, là vì nó có những cái sai số khao xa, sau đó tôi sẽ kể. Chúng ta sẽ thấy creatinine sẽ tăng, và cái thứ hai là chúng ta sẽ thấy thể tích nước tiểu nó giảm. Thì nếu mà creatinine này nó lớn hơn 0,3 trong 48 giờ, và rất là khẳng định, điều đó chứng tỏ là để phát hiện một bệnh nhân tổn thương thận cấp, bắt buộc chúng ta phải làm là phải lặp lại bùn creatinine, ngay cả khi cái số mà em gặp đầu tiên nó bình thường. Và như vậy cái câu chúng ta sẽ đặt ra là khi nào chúng ta sẽ phải lặp lại, và người nào chúng ta lặp lại, người nào chúng ta sẽ không lặp lại. Thì trong trường hợp đó, lát nữa chúng ta sẽ nghe về yếu tố nguy cơ, chứ không phải ai vô chúng ta bình thường chúng ta cũng làm. Còn nếu mà bệnh nhân mà creatinine lúc vô là bất thường rồi, thì đương nhiên các em phải làm thành một cái hệ thống bắt buộc phải lặp lại sau 24 hoặc là 48 giờ. Và điều đó chứng tỏ là chúng ta sẽ theo dõi. Cái thứ hai, nước tiểu này, khi xưa chúng ta sẽ đã quen với một cái thói quen là dựa vào nước tiểu 24 giờ. Thì đây là con số của nhà hồi sức. Tức là tất cả những đơn vị hồi sức người ta đều phải theo dõi nước tiểu 24 giờ. Và điều đó chứng tỏ là không ai mà theo dõi nước tiểu 24 giờ, hay theo nói nước tiểu theo giờ, theo giờ mà bằng cách là chờ bệnh nhân đi tiểu hết. Thì đồng nghĩa là khi người ta đưa cái khái niệm này ra để em phát hiện sớm, bắt buộc trong đầu em mà nghi ngờ tổn thương thận cấp, bắt buộc em phải theo dõi nước tiểu theo giờ. Một người bình thường là 1 ml mỗi ký 1 giờ ha. Và như vậy là ví dụ em theo dõi trong vòng 6 giờ, thì nếu mà 1 ml mà người đó là 50 kg trong giờ, như vậy là 6 giờ phải có được 300 ml. Nếu mà người này chỉ có bé hơn 150 ml trong vòng 6 giờ, chẩn đoán liền tổn thương thận cấp. Và người ta nói rằng là hai cái giá trị này là em có thể có một cách độc lập với nhau, nhưng mà nó sẽ có một cái là khi mà em nhược điểm của cái định nghĩa này, định nghĩa này cũng phát xuất từ từ KDIGO là của nhà thận học tham dự vô rồi, nó cũng tựa vào cái định nghĩa của nhà hồi sức là cái tiêu chuẩn của Akin Rifle là 2004 là của nhà hồi sức. Thì khi ráp lại thì em sẽ thấy người ta ráp cái này, đúng không? Cái này thì cũng là tương tự thôi, cũng không có khác gì, nhưng mà người ta kéo dài thêm là bé hơn 7 ngày để người ta bác sĩ thận thì lúc nào cũng còn nghi ngờ thêm một cái loại suy thận nữa, tức là suy thận tiến triển nhanh, nó là lớn hơn 7 ngày. Nhưng mà khi mà đặt ra cái 0,3 mg trên decilit này đối với các nhà hồi sức thì nó không là gì cả. Nhưng mà đối với bác sĩ thận người ta rất là khó chịu. Người ta khó chịu là vì cái gì? Là tại vì một cái chi tiết là không phải mọi 3, 0,3 nào cũng đều có ý nghĩa như nhau. Thì ở đây là một cái ví dụ mà người ta đưa ra. Tức là đây là những cái trường hợp đều tăng 0,3. Thì người ta nói là nếu mà cái người này creatinine nền nó là 1, đúng không? Creatinine nền nó là 1, thì 0,3 này có nghĩa là nó tăng 30%. Thì có nghĩa là cái này là có ý nghĩa. Creatinine là 2 cũng tăng 0,3 thì nó tăng chỉ còn có 15% thôi. Nếu chúng ta định nghĩa là 20%, hoặc có người thì nói là thay đổi trên 20% thì tôi mới nói rằng là cái này có ý nghĩa, thì bắt đầu cái số này là chúng ta đã thấy là chúng ta phải lặp lại thêm lần nữa coi nó có thay đổi hay không.
Và nếu mà là 3 thì có nghĩa là thay đổi này chỉ có 10%, có nghĩa là không đáng kể. 10% là độ dao động của xét nghiệm. 4 thì là 7,5 và 5 có nghĩa là 6. Điều đó chứng tỏ là không phải mọi 0,3 em đều áp dụng được như nhau. Em chỉ lấy cái giá trị 0,3 trong định nghĩa ha. Là nếu creatinine của em nó là creatinine nó là lớn hơn, nó chỉ từ 2 trở xuống thôi. Và do vậy là đây là một cái so sánh mà chúng ta có, thì nó vẫn giống nhau ở cái phần phân độ. Ở đây thì nó sẽ có khác nhau về cái theo dõi thể tích nãy giờ tôi đã nói rồi. Rồi bây giờ đối với creatinine huyết thanh thì ở trong trường hợp này không ai chẩn đoán tổn thương thận cấp dựa vào một con số creatinine. Em nhớ chi tiết đó. Không ai dựa vào creatinine. Nhà hồi sức tại sao người ta chẩn đoán dựa vào những cái delta? Tại vì hầu hết là những cái bệnh nhân nếu mà vô viện thì đều có creatinine bình thường sau một cái mổ xẻ hay nhồi máu gì đó. Thì có cái giai đoạn này nó làm cho huyết áp tụt, làm cho độ lọc cầu thận chậm giảm xuống. Và vì nó giảm nhưng mà creatinine này nó chưa tăng kịp đâu. Em nhớ ha. Nó cần một khoảng thời gian, thì đôi khi nó phải là 24 tiếng đồng hồ sau nó mới thay đổi. Nhưng mà cái mà lâm sàng chúng ta thấy thì là huyết áp đã tụt rồi. Nên có rất là nhiều người bác sĩ hồi sức người ta sẽ thấy rằng là nếu mà tôi dựa vào tiêu chuẩn creatinine thì tôi thấy bệnh nhân này chưa vào tổn thương thận cấp. Mặc dù lâm sàng là bệnh nhân có huyết áp giảm. Như vậy nếu mà tôi dựa vào tiêu chuẩn creatinine, creatinine nó một nó mới tăng lên được có 1.2 thôi, hoặc là nó không đổi gì hết, tại vì nó cần 24 giờ nó mới tăng lên được. Thì trong trường hợp đó, đó là em sẽ thấy là cái gì? Em sẽ dựa vào nước tiểu. Và đó là lý do mà định nghĩa người ta nói either or. Nếu mà chỉ có nước tiểu giảm, đó là vì creatinine chưa kịp tăng, thì chúng ta cũng gọi là tổn thương thận cấp. Tại sao lại phải làm như vậy? Để chúng ta đi tìm nguyên nhân và chúng ta xử lý sớm, ngay cả khi creatinine chưa tăng. Thì thực tế là các bác sĩ sẽ rất là lo ngại khi là bây giờ mình không biết làm cái gì. Nhưng mà thực tế là lâm sàng lúc đó bệnh nhân đang huyết áp tụt, bệnh nhân chưa có ổn định, thì em cứ xử lý theo cái đó. Và trong trường hợp đó em được quyền đề là theo dõi là AKI, hoặc là dựa vào cái lượng nước tiểu bệnh nhân ra là bao nhiêu á, mà em chẩn đoán nó là AKI giai đoạn 1, giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3 để em tiên lượng tử vong, hay là nói cách khác là em sẽ đánh giá và em sẽ hồi sức tích cực hay là không. Pseudo là có thể là do khác biệt của hai phòng xét nghiệm, hoặc là do khẩu phần ăn, cái này ít lắm ha. Bây giờ cái bun là phải nói một câu đó, là nếu mà nơi cơ sở nào mà em đo được creatinine thường thường em sẽ đo được ure. Và như vậy á, và nếu mà em chỉ đo ure thì khi mà em tính cái tỷ lệ á, thì em phải nhớ em phải đổi ra bun ha. BUN là blood urea nitrogen, nó sẽ bằng một nửa của nồng độ ure. Và khi mà em đổi ra rồi, nên làm, chứ đừng có bao giờ chỉ làm có creatinine, mặc dù định nghĩa là vậy. Nhưng mà BUN mà chia cho creatinine, nó nếu mà cái tỷ lệ lớn hơn 20, nó lại là một rất có giá trị để định hướng cho em nguyên nhân. Và nếu mà định hướng nguyên nhân là một, là cái thứ hai nữa, mình xem cái tốc độ tăng của cả hai để chúng ta coi coi là chủ yếu là do tình trạng tổn thương thận, hay là do tình trạng thiếu nước, hay là do tình trạng suy kiệt, suy dinh dưỡng, hay có kèm theo bệnh gan. Có hai vẫn tốt hơn một. Và vì chúng ta không có thời gian tính, không có thời gian chờ, nếu mà chúng ta làm đồng thời rút máu ra và có cả bun creatinine một lúc á, thì em sẽ hạn chế được cái việc em chờ để em làm lại lần thứ hai. Và BUN á, thì nó có thể có những trường hợp nó tăng mà nó không liên quan đến AKI. Ha, nhưng mà nó liên quan đến thể tích tuần hoàn. Vì thế cho nên BUN là một cái giá trị hỗ trợ cho em rất là nhiều để em tìm được một cái tổn thương thận cấp mà nó hồi phục rất là sớm nếu chúng ta được điều trị. Mà cái này nó lại chiếm trên 60%, từ 60 đến 70% các tổn thương thận cấp. Ha. Mà nếu mà trên 60 đến 70% tổn thương thận cấp mà em lại nhờ chỉ có làm thêm một cái bun nữa, là trong trường hợp đó là em đã cải thiện được và chẩn đoán sớm được, em cải thiện, em tích cực, em điều trị sớm thì bệnh nhân sẽ không vào cái giai đoạn tổn thương tại thận. Thì thể tích nước tiểu này thì ở trong này ngoài cái đặt xông tiểu như hồi nãy tôi nói ha, thì nếu mà em đặt xông tiểu á, thì em chỉ lưu cái thời gian xông, nếu thì trong trường hợp đó em chỉ lưu trong vòng 48 giờ thôi, em không có lưu lâu hơn. Giả sử như bệnh nhân vô niệu
thì thôi sau 48, 24 giờ em có thể rút ra là vì em đã chẩn đoán được rồi. Cái thứ hai em chỉ có nếu mà lưu xong tiểu lâu mà trên một bệnh nhân vô niệu thì chắc chắn em làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu, và nhiễm trùng này rất là khó chữa, không có dễ chữa. Và bệnh nhân nó đang nặng rồi mà em làm thêm thì không nên. Vì thế cho nên bắt buộc phải ghi nhận vào hồ sơ hoặc là thời gian lúc mà chúng ta chuyển tuyến là chúng ta đã đặt xong tiểu vào thời điểm nào trước khi chúng ta chuyển lên tuyến trên. Còn nếu không em rút luôn xong tiểu để lên tuyến trên, nếu mà họ có chỉ định họ sẽ đặt lại. Rồi còn một cái thể nữa, mà cái thể này á, nó rất tế nhị mà thường gặp ở ở săn sóc đặc biệt luôn. Đó là cái thể tổn thương thận cấp, thể không tiểu niệu. Tổn thương thận cấp thể không tiểu niệu này á, mà là rất là dễ làm cho các bác sĩ hiểu lầm là bệnh nhân không có tổn thương thận cấp. Là ví dụ một bệnh nhân vô vì creatinine bình thường, bệnh nhân vô có thể là bị nhiễm trùng huyết hay là bị vân vân, thì bây giờ khi mà nhưng mà chức năng thận bệnh nhân hoàn toàn bình thường, rồi sau đó em có dùng thuốc, thì trong những cái kháng sinh mà em sử dụng, ví dụ em dùng aminoglycosid, em dùng aminoglycosid nhưng mà em lại quên một cái nguyên tắc của việc dùng aminoglycosid. Đây là một cái thuốc mà nó độc cho thận. Khi người ta nói đến cái thuốc mà độc cho thận có nghĩa là ai dùng cũng có thể bị. Nhớ cái chi tiết đấy ha. Khi người ta nói một cái thuốc độc cho thận có nghĩa là ai dùng cũng có thể bị. Và nếu mình đã chọn cái thuốc đó thì bắt buộc mình phải làm một cái động tác là kiểm tra thường xuyên cái creatinine. Nhưng mà là vì bệnh nhân này creatinine bình thường nên em không có kiểm tra. Đó là một. Sau khi em dùng khoảng 5 ngày có một cái chi tiết em lại thấy là ngày hôm đó em không làm gì cả mà bệnh nhân tiểu lại nhiều hơn bình thường. Thì lúc đó em lại nghĩ, bệnh nhân tiểu nhiều hơn bình thường vậy là thận nó đang tốt lên. Tại sao mình dùng aminoglycosid mà thận nó lại tốt hơn? Không có. Cái trong trường hợp này nó bắt đầu nó đã tổn thương rồi. Và thường là nó xảy ra từ ngày thứ ba nếu mà bệnh nhân có bệnh thận từ trước, và nó sẽ xảy ra vào ngày thứ năm nếu mà bệnh nhân chưa từng có bệnh thận. Thì khoảng thời gian này thì em phải canh. Và đó là lý do mà người ta nói là systematic, mọi bệnh nhân nếu dùng thuốc độc cho thận thì trong trường hợp đó em sẽ phải trong trường hợp đó thì em sẽ phải làm gì? Em sẽ phải kiểm tra creatinine ngày 1, ngày 3, ngày 5 và ngày 7, là đến lúc đó chúng ta có thể ngưng không có dùng thuốc nữa. Chứ còn lúc đó là em sẽ thấy nước tiểu nó vẫn bình thường. Nó bình thường cho đến khi mà em thấy nó giảm á, thì lúc đó là bệnh nhân đã quá nặng rồi. Thôi cái này mấy em có thể so được. Cái này là KDIGO. Thì trong tất mặc dù nó có ba định nghĩa, tức là rifle, akin và KDIGO, nhưng nếu hỏi trong trắc nghiệm hay cái gì á, là tôi sẽ hỏi phân loại giai đoạn akin theo KDIGO là cái gần nhất ha, mà chúng ta có. Thì ở trong này á, thì nó tương đối nó có thể là đơn giản cho em, nhưng mà đôi khi em học và em cũng thấy hơi 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 khó một tí vân vân. Thì em nhớ là số 3 nếu mà giai đoạn 3 thì nó phải tăng gấp 3 lần, cái tin lớn hơn 4, tức là nó có những cái để mình nhớ. Nếu mà giai đoạn 2 á, là tăng gấp 2 lần cho đến dưới 3 lần, giai đoạn 1 á, thì nó sẽ là 1,5 cho đến 1,9, còn 0,3 thì hồi nãy chúng ta đã nhớ rồi. Còn ở đây là những cái thể tích nước tiểu em sẽ phải giảm ha, hoặc là bệnh nhân vô niệu. Rồi nếu mà bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo thì đương nhiên là chúng ta sẽ gọi là vậy. Thì cái này ở trong cái bảng á, để tôi nói ví dụ và cái phân loại này nè, là giai đoạn, thì em sẽ phải dựa vào cái gì? Em phải dựa vào creatinine chuẩn. Thì em cứ từ từ em coi để em nói rồi em có thể thực hành. Tại vì có thể là cái gì? Có thể một trong những cái câu hỏi ở đây á, tức là bây giờ là bệnh nhân, tôi cho một cái creatinine nền và tôi cho creatinine nền là trước đó, creatinine ngày 1 ha, và creatinine ngày 2, và tôi hỏi vậy là bệnh nhân này là ở giai đoạn mấy? Giai đoạn 1, giai đoạn 2 hay giai đoạn 3? Các em tự làm bài tập ở đây để coi là bệnh nhân này là nhóm mà bệnh nhân có creatinine nền, và nhóm đây là nhóm mà creatinine bệnh nhân không có creatinine nền. Và đây theo cái hướng dẫn thì người ta nói là nếu mà creatinine nền không có thì chúng ta sẽ dựa vào hồi cứu, tức là chúng ta chỉ có khi trước khi ra viện thì chúng ta mới chẩn đoán được ha. Có những ca phải trước khi ra viện em mới biết được là ở giai đoạn mấy, và có những ca ngay cả khi cái này chúng ta cũng phải nghi ngờ đây không phải là tổn thương thận cấp
Và hồi nãy tôi đã nói rồi, cái định nghĩa cũ là chúng ta dựa vào creatinine tăng, độ lọc của thuận giảm và cái thứ hai hồi phục. Thì ở đây thì chúng ta thấy là không phải mọi tổn thương thận cấp đều hồi phục, có cái nó hồi phục, có cái nó không hồi phục. Vì thế nên nó không thể nào rơi vào một cái được gọi là định nghĩa. Tại định nghĩa có nghĩa là ca nào em cũng có hết, em cũng giống nhau, em hiểu ý không? Định nghĩa thì cái nào em cũng phải giống nhau hết. Và bệnh nhân nào nó cũng phải có. Rồi, cái câu thứ hai là có thường gặp không? Có thường gặp không? Thì bây giờ hỏi cái thường gặp nó tùy thuộc vào anh dựa vào định nghĩa nào? Anh dựa vào định nghĩa nào? Thì ở đây người ta nói là trước khi cái thời gian mà người ta dùng cái Kedoki, Kedigo những cái tiêu chuẩn này thì người ta thấy cái hoặc là người ta dựa vào creatinine lớn hơn 2 vân vân, hay là người ta dựa vào suy thận cấp vân vân. Thì em sẽ thấy cái tần suất này nó rất là thấp, tần suất nó dưới 10% là suất mới mắc incidence. Nhưng mà sau đó thì người ta nhận thấy là cái tần suất này nó cao hơn. Nó khoảng 43%. Và theo cái một cái bài người ta tổng kết vào các số liệu của cả thế giới luôn. Thì trong trường hợp đó và người ta chỉ dựa vào những cái nghiên cứu mà nghiên cứu đó dựa vào cái định nghĩa của KDIGO năm 2012 là cái nãy giờ tôi nói với các em. Delta tăng của creatinine ít nhất nó 0,3 hoặc nó lớn hơn 1,5 và thể tích nước tiểu giảm. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ thấy nó rất là nhiều, nó nhiều kinh khủng ha. 20% có nghĩa là chúng ta chỉ cần nhớ một câu là cái con số này cũng có thể hỏi, đúng không? Nó dễ hỏi lắm, nhưng mà ít khi nào tôi hỏi mấy cái kiểu con số này lắm, tại vì đôi khi trường thì yêu cầu là cấu trúc của cái bài phải có câu để cho mấy em gọi là ăn sẵn vậy đó. 20% có nghĩa là cứ 5 người lớn mà nhập viện thì có một người bị tổn thương thận cấp dựa vào tiêu chuẩn của KDIGO. Rồi bây giờ ở đây là nghiên cứu sâu hơn thì thôi em không có cần nhớ, em chỉ nhớ cái hàng dưới này. Còn trẻ em thì nó còn nhiều hơn nữa. Và cái nghiên cứu này là người ta là nghiên cứu gộp, nó gần hơn 3 triệu người lận. Đó là lý do tại sao mà nó ra được con số là 20% hoặc là từ đâu nó ra. Thì đây là những cái nghiên cứu để cho em hiểu là từ đâu nó ra thôi. Và ở đây người ta sẽ cho thay chúng ta thấy là nó có sự thay đổi giữa các vùng. Nhưng mà mặc dù có sự thay đổi giữa các vùng á, nhưng mà nhìn chung á, là cái con số nó cũng khoảng là 20%. Nếu em nhìn này là số này là 20% hết. Và bây giờ người ta nói là bây giờ chúng ta là ở ở cái nước, bây giờ chúng ta thử so sánh là cái nước á, mà thu nhập cao, thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình thì người ta thấy á, là nó cũng khác nhau ha, nó cũng khác nhau. Và cái đặc điểm của hai bên này nó khác nhau hoàn toàn, trong khi đó những cái textbook mà chúng ta có thì nó lại rơi vào những textbook mà chúng ta học ở Mỹ, chúng ta học ở Úc hay ở Anh vân vân, tức là bằng tiếng Anh á, hay là em lấy nền tảng cơ bản là Harrison để em học á, thì trong trường hợp đó nó lại rơi vào cái dịch tễ học của các nước high income. Rất là may mắn đó, là những cái sách này bây giờ ngay cả cái phần dịch tễ nó có là nhiều số liệu hơn, nên người ta không có chỉ nói những cái số liệu về dịch tễ học của nước của người ta. Nói thật chứ nếu mà nói về những cái dịch tễ học thì tôi lấy dịch tễ học mà số liệu của Mỹ là tôi an toàn nhất. Đi vào cái khu này là rất là sợ, là tại vì sao? Những nghiên cứu về dịch tễ nó tốn tiền kinh khủng lắm, nó tốn tiền rất là nhiều. Mà trong trường hợp đó mình lại cả một cái cơ sở dữ liệu hoàn toàn mình không có. Thì ở đây thì em sẽ thấy là nó chỉ nói lên là hai cái này nó phải khác nhau đã. Bây giờ nó phân biệt với nhau như thế nào? Và theo cái số liệu mà của toàn quốc của quốc tế thì người ta thấy là 85% nó nằm ở cái khu này. Thì người ta nhận thấy rằng là mình sẽ phải hiểu là ở nước ngoài nó khác, và vì mục tiêu của sách nước ngoài người ta viết cho người nước ngoài nên người ta viết cho cái người đọc á, để cho người đọc á, mà nó dễ á, thì người ta sẽ tập trung vào một số chương nó khác. Còn ở đây nếu mà em lấy những cái sách mà ví dụ ở vùng châu Á này mình viết, mặc dù nó cũng có thể đúng như vậy á, nhưng mà đôi khi chúng ta lại không dám tin, chỉ sợ là cái chẩn đoán hay mọi thứ nó có đúng hay không. Ví dụ như là một trong những cái nước á, mà hay công bố nhiều về cái số liệu mà tổn thương thận cấp á, đó là Thái Lan. Mà em đâu có lấy ra sách Thái Lan mà nó học trong trường y đâu. Và bây giờ ở đây chúng ta thấy là ở nước thu nhập cao á, thì cái tổn thương á, thường á, là cái tuổi của cái người á, dân số này là dân số già. Còn cái nước thu nhập thấp, trung bình thấp này,
Thì trong trường hợp á, thì này là low income country ha, low middle income country, đó là cái từ thôi. Thì nếu mà trong trường hợp các nước thu nhập thấp á, và trung bình thấp á, ví dụ như nước ta là nó rơi ở khúc dưới này, thì đặc trưng của nó là dân số trẻ. Dân số trẻ, mà dân số trẻ thì có nghĩa là gì? Dân số trẻ là ít bệnh đồng mắc, ít bệnh lắm, thường là người ta khỏe mạnh ha, người ta khỏe mạnh có từ hồi đó đến giờ ha. Còn cái bên này á, là người già, thì thấy là người già thì người ta hay có tổn thương là đa cơ quan, còn cái người trẻ này á thì ít bị tổn thương cao cơ quan, có một bệnh thôi, ví dụ bị một cái thôi là sốt rét thôi, nó chỉ bị tiêu chảy nè ha. Đó là những cái bệnh mà ở nước ngoài á, người ta hiếm có, mà trong khi đó ở những cái vùng á, là ví dụ như là vùng nhiệt đới chúng ta lại hay bị ha. Ở trong trường hợp đó thì chúng ta thấy còn ở ở ở nước ngoài thì nó liên quan tới những cái kỹ thuật cao người ta có thể can thiệp, mà hiện tại ở nước chúng ta là chỉ khi nào mà ở những cái thành thị á, thành phố lớn thành thì trong trường hợp chúng ta mới có những cái phần này. Em nào mới vô sau nhờ em đó tắt micro giùm tôi, tại vì nó sẽ ồn. Các em kiểm tra lại, nếu mà micro chưa tắt mà em lại vào trễ nữa thì em tắt giùm micro. Ở đây là tử vong có thể bằng hoặc là thấp hơn. Ở đây chúng ta thấy người người lớn tuổi, người trẻ ít bệnh nền ha. Và đây là cái mà chúng ta rất là sợ khi chúng ta là coi số liệu để nghiên cứu. Nhưng mà đứng về mặt điều trị thì chúng ta sẽ thấy điều trị và phòng ngừa thì là vì nó dân số già em đâu có làm gì được. Nhưng mà đối với lại người trẻ là hoàn toàn có thể điều trị và phòng ngừa được nếu chúng ta chăm sóc sớm. Vì thế cho nên nếu mà chúng ta làm một cái phần chẩn đoán, chúng ta làm một phần điều trị mà chúng ta lại làm y hệt như là những cái nước mà thu nhập cao như thế này thì tôi thấy cái đó là không có hợp lý. Và em sẽ thấy rất là ít những cái CME nào mà người ta nói về cái này, ngoại trừ những cái CME mà liên quan đến của cái hội thôi. Của cái hội, ví dụ như hội thận hiệu á. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là phân bố của tổn thương thận cấp, mà trong đó ở đó các nước thu nhập thấp á, nó là 46% là do mất nước, hạ huyết áp 12% ha, tử vong thì nó không khác ha. Vì thế cho nên á, người ta nói một câu thôi, trong cái nghiên cứu của tác giả giáo sư Mehta là cực kỳ nổi tiếng của Mỹ ha, chuyên về AKI, ông là chủ nhiệm của tất cả các chương trình, đặc biệt đứng về mặt thận học á, ông là vừa là bác sĩ thận nhưng mà một trong những cái ông làm đó là nghiên cứu về AKI và giảm thiểu. Và mục tiêu á, là của Hội Thận học Quốc tế là người ta làm sao á, là đến năm 2025 á, thì nó giảm được về zero những cái tổn thương thận cấp ở trẻ em. Bây giờ năm 2022 rồi, 21 rồi, sang năm năm 22, bây giờ nếu mà có thêm Covid thì sợ cái này nó hơi khó. Và ở đây chúng ta thấy là có thể là phòng ngừa được, hoàn toàn phòng ngừa, ví dụ chẩn đoán sớm, bù nước, tiêu chảy vân vân. Thôi cái này em qua. Ở đây là cái báo cáo của Thái Lan ha, của một cái bài của Thái Lan, người ta nói về những cái của tác giả Visit Sipriya. Visit Sipriya là tác giả của Đại học Kuala Lumpur của Thái Lan. Thì trong trường hợp đó ông thống kê về những cái nguyên nhân mà chúng ta thường gặp. Thì đối với Hội Thận học Quốc tế thì ông cũng là một thành viên, là một cái đại diện của vùng Đông Nam Á. Thì ông thống kê về những cái này, là những cái mà chúng ta cũng hay gặp, thường gặp. Thôi chúng ta qua. Và bây giờ chúng ta qua một những cái phần là về dịch tễ, nhưng mà chủ yếu về phần dịch tễ em chỉ nhớ cho tôi cái số 20% thôi. Cái số đó là quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái phần nữa là bây giờ nếu một bệnh nhân nào vô thì chúng ta sẽ phải đặt một câu là người này có thể bị không? Tại vì nếu mà bị á, được gọi là xếp nhóm nguy cơ á, và trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải lập lại creatinine 2 lần, bất kể creatinine lúc nhập viện là bình thường hay không. Ha. Nội viện thì dễ rồi, hoặc là cái này thì chưa mọi người chưa làm thành hệ thống. Tức là nếu mà bệnh nhân có dùng kháng viêm nonsteroid, hay là bệnh nhân có dùng aminoglycosid do chính chúng ta sử dụng, thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải thử. Còn lại thì chúng ta sẽ thấy tất cả những bệnh nhân mà có dấu hiệu có tiền căn có bệnh thận, hoặc là có dấu hiệu của tình trạng rối loạn về huyết động học, thay đổi nước tiểu, choáng vân vân, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân có thể sốt ở vùng dịch tễ, đúng rồi, hoặc là bệnh nhân có liên quan đến những cái biến chứng của sản khoa. Mọi bệnh nhân sản khoa
đều là yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp. Và bây giờ ở đây chúng ta thấy cái hình này là tần suất này nó tăng tùy theo bệnh nền, nó chỉ nói về điều đó thôi. Nếu mà bệnh nhân mà vừa có bệnh thận mãn mà vừa có đái tháo đường thì chắc chắn nguy cơ người ta cao, nguy cơ mà tổn thương thận cấp nó cao. Cứ 1.000 người một năm thì có trên 100 người bị. Còn nếu mà người này đó là cái người mà có bệnh thận mãn thôi thì 1.000 người chỉ có 50 người. Nếu mà người này chỉ có đái tháo đường không thôi thì 1.000 người thì chỉ có khoảng 10 người thôi. Còn nếu mà không có bệnh gì thì thôi. Điều đó chứng tỏ nếu mà bệnh nhân mà chỉ có đái tháo đường cũng là nguy cơ cao. Nhưng mà nếu mà có bệnh thận mãn thì nguy cơ cao lên gần gấp 5 lần. Mà nếu mà hai cái này mà cộng lại với nhau thì nó sẽ tăng lên gấp 10 lần. À. Rồi bây giờ chúng ta qua cái biện pháp làm sao chúng ta phát hiện sớm. Chúng ta là một bác sĩ đa khoa tổng quát. Vậy chúng ta nhớ và trong thực hành chúng ta cần làm những điều gì? Cái đó nó quan trọng lắm. À. Thì ở đây em có thể nghi nhớ là đầu tiên chúng ta phải có cái nghi ngờ đã. Chúng ta phải nghi ngờ là có hay không đã. Rồi sau đó chúng ta tìm cách chúng ta mới khẳng định nó bằng cách là chúng ta làm xét nghiệm và sau đó chúng ta sẽ đi đến chẩn đoán. Tức là nó còn có 3 bước. Làm sao chúng ta phải nghi ngờ. Đa nghi là quan trọng. Vậy thì cái đa nghi là nghi ngờ là đầu là ai là người dễ bị. Cái thứ hai nghi ngờ thì chúng ta làm xét nghiệm gì. Và làm sao và cuối cùng là chúng ta khẳng định chẩn đoán là xét nghiệm có rồi, creatinine có rồi, làm sao khẳng định cái tăng này là do tổn thương thận cấp. Và đây là một cái hướng dẫn mà người ta chỉ dành cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. À, em có thể coi tài liệu chính ở tôi nói ở dưới này. Và cái bài này nó cực kỳ hay, nó hay quá, vì thế cho nên tôi nghĩ là nếu mà tôi chờ phải đến cho đến khi các textbook, tức là phải đến năm 2021 đến năm 2022 thì mới dạy, vì thế nên từ năm ngoái tôi đã phải dạy rồi cho trong cái lớp chính quy của các em sau đại học. Chỉ vì một lý do thôi, là thứ nhất đó, là năm ngoái là năm đầu tiên mà tôi dạy bài này, trước đó là các bác sĩ khác dạy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là tôi nghĩ rằng là các em á, nếu mà có học cái này thì cả đời các em á, nếu mà em không đi vào thận á, thì em cũng học có lần này thôi. Vì thế nên cố gắng đưa những cái gì đơn giản nhất, mới nhất mà đã được cập nhật và tôi thấy rằng nó thực tế đối với tình hình Việt Nam, tôi sẽ đưa vào cho các em. Thì bây giờ là ai dễ là hồi nãy có rồi, xin lỗi. Hồi nãy có là những cái người mà có cái thứ hai á, hồi nãy tôi nói những cái đối tượng có nguy cơ cao rồi ha, tức là thứ nhất đó là những cái người mà có bệnh thận mãn từ cái trước, cái thứ hai đó là bệnh nhân mà bệnh thận mãn từ trước, cái thứ hai là bệnh nhân có vấn đề về rối loạn huyết động học hay là bệnh nhân có tiền căn về sản khoa. Bây giờ những cái bệnh nhân này thì cần làm xét nghiệm, thì một là chúng ta theo dõi nước tiểu, đặt sông tiểu, hai là creatinine huyết tăng đa để chẩn đoán. Còn nếu mà em đề nghị ra soi á, thì có nghĩa là em đã muốn nói đến nguyên nhân rồi ha. Và cái thứ ba người ta nói đến point of care testing, đó là cái mà trong tương lai chúng ta sẽ có nhưng mà hiện tại chúng ta không có. Và cuối cùng á, là bệnh nhân ở bệnh viện á, thì chúng ta mới làm thêm một cái bước thứ hai nữa là chúng ta sẽ làm trên các xét nghiệm hình ảnh về siêu âm là sinh thiết nếu mà cần, nhưng mà thường là các tổn thương thận cấp không có chỉ định sinh thiết đâu, hiếm hoi lắm. Vì thế nên em đừng có gọi là tự ti nếu mà em nói là ồ cho em không có sinh thiết, em không có làm được cái gì. Nhiều ca tụi tôi cũng không biết nguyên nhân, nhưng mà lúc đó chúng tôi sẽ đặt mục tiêu là không phải là tìm nguyên nhân mà làm sao phải cứu tính mạng bệnh nhân trước và sau đó phải cố gắng không làm hại thêm cái thận và tạo điều kiện để cho thận hồi phục. Như thế nào là một point of care testing? Cho đến hiện tại đối với tổn thương thận cấp chúng ta không có point of care testing. Là ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái POC mà của POC mà của COVID đó, là cái test mà ở mũi đó, là test nhanh đó. Làm sao test nhanh ở đây chúng ta có test nhanh nhúng giấy nhúng vân vân thì cái hay là thử thai bây giờ chúng ta chưa có cái testing mà đối với lại creatinine nhưng mà tương lai thì chúng ta sẽ có cái này là người ta nói là POC mà test á, là về creatinine huyết thanh đó, người ta có creatinine nước tiểu rồi cùng với protein nước tiểu
Và như vậy là chúng ta có cái test của PCR, chúng ta có test của ACR là albumin creatinine ratio. Trong tương lai người ta sẽ có point of care testing là creatinine bằng cách là lấy một giọt máu thì chúng ta sẽ ra creatinine. Bây giờ là cái thứ hai là chúng ta làm cái đó. Vấn đề là chúng ta phải lập lại, tức là động học, em nhớ là đập học. Và sau đó em phải làm cùng với lại bun và em làm thêm những xét nghiệm khác là để tìm nguyên nhân. Cái đó là cái bước thứ hai. Chứ còn khẳng định thì rất là đơn giản. Nhớ ha, khẳng định rất là đơn giản. Chỉ có bun creatinine phải lập lại. Chứ có nhiều em là mấy em học được động học của men tim, động học của ECG, động học của cái đủ mọi thứ. Và giờ em nhớ một chi tiết là động học của bun creatinine. Và bây giờ cái thứ ba là làm sao biết là creatinine này là do AKI. À, thì cái câu mà người ta hướng dẫn là phải nghĩ là mọi trường hợp tăng là do AKI cho đến khi có bằng chứng ngược lại. Bằng chứng ngược lại thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải lập lại. Tại vì chúng ta phải nghĩ đến nó, chúng ta mới lập lại nó. Chứ còn các bác sĩ rất là đơn giản, nói xuyên mãn giai đoạn cuối rồi thôi, xong. Kể như chạy thận tạo suốt đời, bệnh nhân nói tôi không có tiền, thôi đi về, chết. Thì chúng ta làm như vậy thì là nó mất cơ hội sống cho bệnh nhân. Lập lại rồi và chúng ta sẽ cố gắng chúng ta loại trừ một cái chẩn đoán khác nữa là suy thận mãn hay là bệnh thận mãn bằng bệnh sử creatinine nền và sinh thiết thận chỉ đặt ra nếu mà trong trường hợp mà kích thước thận hay thận bình thường. Vậy thì nếu mà chúng ta tìm bằng chứng của suy thận mãn hay là bệnh thận mãn chúng ta tìm ở đâu? Bệnh nhân có bất thường về nước tiểu không, có dùng thuốc giảm đau không? Gia đình có người mắc bệnh thận không? Chúng ta soi cặn lắng không? Và thường thường là em sẽ thấy đi tìm là canxi, phốt pho, bệnh lý cơ xương, siêu âm, có bất thường về nang thận và cuối cùng hai thận teo nhỏ rồi, mừng quá. Vậy là đúng là bệnh thận mãn nhưng mà đó là một tin buồn đối với bệnh nhân. Ví dụ như một bệnh nhân mà bác sĩ Lan Anh mới báo tôi là nhập viện vào hôm thứ sáu và báo lại bệnh nhân này, tôi nhớ liền là bệnh nhân này là bệnh thận IGA. Mà tôi đã chữa cách đây 2 năm rồi. Bệnh nhân đã đạt được hồi phục sau khi bệnh nhân có những cái đợt đó mà vào suy thận cấp, vào suy thận cấp 2 lần lận. Creatinine từ 1.5 cho đến 2019 là creatinine nền của nó là 2. Sinh thiết thận thì là tổn thương bệnh thận IGA và Oxford classification của nó cũng khá nặng. Nhưng mà bây giờ 2 năm qua là nó cứ ở ngoại trú nó rồi điều trị lung tung vân vân, mỗi người mỗi kiểu, mỗi bác sĩ theo dõi và hoàn toàn là bệnh nhân không có vào và không liên hệ với chúng tôi. Rồi bây giờ bệnh nhân hôm vào mới hôm thứ với hôm rồi nguyên một cái thời kỳ giãn cách là kể như là không ở nhà luôn ha. Thì kỳ này bệnh nhân vào creatinine bệnh nhân là 22 rồi. Cái tôi mới nói là thôi điều trị ha, 22 creatinine 22 bun 180 mà kỳ á, sao mà nó nặng dữ vậy. Thì tôi nhớ là ca này nó đã có nhiều đợt tổn thương thận cấp. Thì bây giờ là mình nói hay là nó vẫn là tổn thương thận cấp thì vẫn là chạy thận tích cực cho bệnh nhân và sau đó coi lại. Thì nhưng mà vấn đề một trong những cái chìa khóa là chúng ta phải làm siêu âm hay cái thận lại, tại 2 năm nay chúng ta không gặp bệnh nhân creatinine nền trước đó chỉ có 2 thôi. Siêu âm thì 2 thận teo nhỏ, rất là đáng tiếc. Cái hình này em đã thấy ở trong bệnh thận mãn thì chỉ nói lên một điều là nếu mà bệnh thận mà ở những cái giai đoạn nặng là ở đây là chúng ta có giai đoạn 4 và giai đoạn 5 thì cái tần suất mà bị tổn thương thận cấp nó sẽ tăng. Em sẽ tìm, em sẽ thấy cái tác giả Chertow hồi nãy nè, Glenn Chertow rất là nổi tiếng về dịch tễ học. Và trong trường hợp đó nếu mà bệnh nhân có bệnh nền đó là tổn thương thận cấp và tổn bệnh thận mãn giai đoạn 4 đó, thì nó sẽ tăng 25 lần. 25 lần. Và mỗi một lần đó mà người ta bị cái hình này là hình cũ chúng ta đã có rồi ha, là nó do nguyên nhân trước thận, tại thận và sau thận. Và những cái nguyên nhân là những nguyên nhân rất là thường gặp rất là thường gặp ở mọi bệnh nhân bệnh thận mãn tại vì nó kéo sống kéo dài quá và ngay cả những cái thuốc được xem như là bảo vệ thận đều có thể gây ra tổn thương thận cấp nếu mà bệnh nhân đột ngột vào một cái tình trạng mà thiếu nước, bệnh nhân đột ngột vào một tình trạng suy tim ha, thì tất cả những thuốc được gọi là bảo vệ thận này đều có thể nguy hiểm và gây ra tổn thương thận cấp. Nên trong khuyến cáo người ta sẽ nói rằng là bắt buộc là phải loại bỏ hết mọi thuốc. Rồi bây giờ tổn thương thận cấp này nó có thể do nguyên nhân nào? Đây là phần kinh điển rồi. Kinh điển vì thế nên không có cần cái gì mới hết. Thì nếu mà cái mới nhất
là cái nãy giờ tôi đã nói với em rồi. Và trong trường hợp đó mình bắt buộc phải cập nhật để mình thay đổi cái suy nghĩ của mình, và trong cái thực hành, và mình ứng dụng trong thực hành. Rồi còn cái này thì nó cũ, vì thế cho nên khi xưa thì người ta cũng, mà tôi vẫn giữ cái biểu đồ này, tại vì cái hình mới nó không có gì thay đổi, nhưng mà nó chỉ thay bằng acute kidney injury thôi. Thì và cái này thì cái anh ở đây chúng ta có là nguyên nhân trước thận, nguyên nhân tại thận và nguyên nhân sau thận. Mà nếu với nguyên nhân tại thận, tại cái hình này thì nó hay là vì nó đủ, những cái hình mới nhiều khi nó không đủ. Nếu mà ở tại thận thì chúng ta đi chia ra tùy theo cái cấu trúc của thận, nó có cầu thận, nó có ống thận, nó có mô kẽ và mạch máu. Cầu thận thì chúng ta có là do những cái viêm cầu thận, hoặc là do huyết khối. Có nhiều nhiều sách chỉ để ngừng ở cầu thận là viêm cầu thận thôi, nó lại không thấy cái chữ huyết khối. Mà thực sự ra là bây giờ em sẽ thấy là qua kết quả sinh thiết thận là tôi thấy rất là nhiều ca là huyết khối. Huyết khối này là huyết khối vi mạch ở cầu thận ha, huyết khối vi mạch thận, nhưng mà nó tắc ở ngay cái cầu thận nên bệnh nhân vào suy thận cấp. Đối với ống thận là cái nguyên nhân chúng ta thường gặp nhất ha, chúng ta thường gặp nhất là chúng ta sẽ thấy là nó do một cái nguyên nhân trước thận mà nó kéo dài, nó gây ra một tình trạng là thiếu máu cục bộ ở thận. Và ống thận là cái vùng nhạy cảm nhất với tình trạng thiếu máu, đặc biệt là ở vùng ống thận gần. Là tại vì ống thận gần cái chức năng của nó là tái hấp thu, công việc rất là nhiều, công việc rất là nhiều. Vì thế cho nên ống thận gần đứng về mặt cấu trúc là nó khá phức tạp. Ống thận xa thì nó lại đơn giản hơn, tại việc của nó chỉ còn tái hấp thu các điện giải thôi và nước thôi. Còn ống thận gần nó phải tái hấp thu những cái chất mà quan trọng trong cơ thể. Và chính vì thế cho nên ở cái vùng ống thận gần là cái vùng mà nó có rất là nhiều men, nó rất là nhiều cái ATP, và nó cần rất là nhiều oxy. Và chính vì nó cần rất là nhiều oxy, vì thế cho nên trong trường hợp đó ở một cái vùng nó gọi là ống thận gần, nó chia làm 3 đoạn ha, S1, S2, S3, là cái vùng ranh giới trước khi nó đi vào vùng tủy á. Vùng tủy thận nó là một cái vùng mà nó chịu đựng được tình trạng thiếu oxy rất là tốt, là một. Cái thứ hai, nó chịu đựng được một cái áp lực thẩm thấu rất là cao mà nó không sao hết. Áp lực thẩm thấu bình các tế bào bình thường nó chịu là 300 milliosmol, thì tế bào ống thận mà ở vùng quai hưng lê là nó có thể lên đến 1.200 milliosmol, nó có thể chịu đến 1.200 milliosmol mà nó bình thường, tại vì chức năng của nó ở chỗ đó là phải cần một môi trường ưu trương để cho các tế bào ống thận này làm nhiệm vụ vận chuyển cái nước và thậm chí là natri. Và lúc đó là chúng ta sẽ có cái quai hưng lê. Vì thế nên cái vùng mà hay bị vì cái thiếu máu này mà hay bị tổn thương nhất đó là vùng ống thận gần. Mà ống thận gần mà cái đoạn mà nó chênh lệch vào trong, và bệnh nhân ở ngoài huyết áp vừa mới tụt xong là ở trong này ấy là nó thiếu máu. Ở cái vùng này mà nó bị thiếu máu rồi thì trong trường hợp đó nó bắt đầu nó hoại tử. Còn cái thứ hai là ngộ độc. Và đối với lại ngộ độc đó, thì nó tùy vào cái vị trí mà của các ống thận. Có những cái thuốc mà chúng ta dùng đó, thì độc chất là nó có thể bị ở một vùng hay là hai vùng. Và độc chất này nó có thể là nội sinh hay là ngoại sinh. Nội sinh ví dụ như là trong trường hợp em thấy có là bệnh nhân có tiểu hemoglobin hay là myoglobin hay là tăng axit uric. Còn ngoại sinh thì chúng ta đã biết rồi, rất là nhiều thứ. Rồi cái này là viêm mô kẽ, đối với mạch máu chúng ta có viêm mạch máu hoặc là chúng ta có thuyên tắc. Và bây giờ đây là một cái tóm tắt, trong là một cái bảng tóm tắt á, mà trong trường hợp đó sách nào em cũng thấy, sách kinh điển nào em cũng thấy. Thì trong trường hợp đó em sẽ thấy trước thận là em có dấu mất nước, có suy tim, lâm sàng, nước tiểu thì là trong vắt, em nhìn vào trong ống nước tiểu em thấy trong, em thấy phân xuất thải sodium. Em nhớ cái phân xuất thải sodium này nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà nó có điều kiện. Thì cái công thức của phân xuất thải sodium là gì? Để đánh giá thử xem cái sodium á, nó được bài tiết ra nước tiểu á, là nó có được tái hấp thu hay không, hay nói cách khác, đây là một biện pháp để chúng ta kiểm tra thử xem cái ống thận này nó còn chức năng hay không. Thì cái công thức này á, thường á, là em nhớ cái này thì em sẽ dễ nhớ. Nhưng mà nếu em nhớ cái câu là tính phân xuất thải sodium bằng clearance của sodium em chia cho clearance của creatinine. Với một điều kiện em phải thuộc cái công thức tính clearance của một chất. Clearance của một chất là kỳ trong cái bài CKD tôi có đã nói rồi.
thì bằng nồng độ của chất đó trong nước tiểu nhân thể tích nước tiểu trong 1 ml trong 1 phút chia cho cái nồng độ chất đó ở trong huyết tương U nhân V chia P. Và chúng ta qua đó chúng ta có thể triệt tiêu hai cái V đi và chúng ta sẽ còn lại công thức đơn giản cuối cùng này. Ha. Nhưng mà là vì cái natri này á, là mục tiêu là mình coi á, là cái U natri này á, là tự nhiên. Hay nói cái khác, nếu mà ống thận á, mà trong trường hợp á, nó có vẫn có chức năng bình thường và bệnh nhân đang bị thiếu nước, đang bị suy tim thì ống thận nó sẽ giữ nước lại. Và nó giữ nước lại kèm với giữ muối. Vì thế cho nên trong trường hợp đó cái U này nó sẽ thấp và thường là nó bé hơn 1%. À, em sẽ chia cái tỷ lệ nó bé hơn 1%. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân vì suy tim, bệnh nhân đang dùng lợi tiểu à, thì cái natri ở trong này á, thực tế nó không phải natri của ống thận nữa mà nó còn đóng góp thêm cái natri mà do nước tiểu mà do cái thuốc lợi tiểu tác động lên. Vì thế nên mình sẽ phải hỏi lại là trước khi bệnh nhân đến với chúng ta, bệnh nhân đã dùng lợi tiểu chưa? Nếu mà bệnh nhân đã dùng lợi tiểu rồi ấy, thì nếu mà phân xuất thải sodium mà nó lớn hơn 1, chúng ta vẫn không có loại trừ là đây là một cái bệnh nhân là tổn thương thận cấp trước thận. Ha, cái này em hiểu rồi ha. À, sau thận, à, cái này là chúng ta nói đến nguyên nhân tại thận. Tại thận có nghĩa là sao? Là nếu mà trong trường hợp, á, xin lỗi. Bây giờ chúng ta hỏi là bây giờ một người này nó bị mất nước rồi, à, nó mất nước rồi. Mất nước một thời gian thì nó có thể à, hoặc là nó bị choáng nhiễm trùng sau một thời gian có nó diễn tiến à, nước tiểu á, thì nó có thể đang từ trước thận đó, rõ ràng là trước thận đó, nhưng mà bây giờ nó đã tại thận. Thì một cái câu hỏi á, đặt ra là bây giờ cái tại thận á, là chúng ta sẽ dựa vào đâu? Thì trong trường hợp đó em vẫn dựa vào nước tiểu và trong đó nó có một cái trụ rất là đặc trưng mà đôi khi em không có Bitcoin nó cũng không Bitcoin thì em nhìn vào cái sông tiểu đó, sông tiểu nó không có trong veo mà em thấy nước tiểu bắt đầu lợn cợn rồi à, và cái trụ này có nghĩa là trụ của các tế bào ống thận đã bị hoại tử và trong trường hợp đó nó sẽ rối loạn, nó làm cho natri không được hấp thu mà natri nó được bài tiết thêm ở nước tiểu là vì nó được thoát ra khỏi các cơ chế giữ lại nước ha. Thì u natri lớn hơn 20 và phi natri nó lớn hơn 1, ống thận mất khả năng mà cô đặt. À. Còn nếu mà sau thận thì trong trường hợp đó em sẽ thấy là bệnh nhân à, có các triệu chứng. Trong trường hợp đó chúng ta sẽ soi nước tiểu, có thể thấy hồng cầu, có thể thấy yếu tố nào khác hết. À, ví dụ như là chúng ta có thể thấy bạch cầu và siêu âm, chúng ta có thể thấy tắc nghẽn vân vân. Và ở đây thì tùy theo cái nguyên nhân mà của suy thận cấp tại thận nó do ngoại độc tố, thuốc cảm quan, hóa trị hay là nội độc tố, hồi nãy đã nói rồi. Thì trong trường hợp đó em làm thêm một số xét nghiệm khác. À, cái này thì là bác sĩ cái đến lúc mà nó vào tại thận rồi em yên chí là bệnh nhân đã nặng rồi, à, thường thường nó phải gặp bác sĩ thận. Thì cái này thì yêu cầu các bác sĩ thận à, sẽ phải biết. À, thì bây giờ nếu mà hỏi vấn đáp thì tôi sẽ hỏi cái gì ở đây hay là hỏi mà trắc nghiệm thì tôi sẽ hỏi cái gì tôi cũng có thể hỏi phân phân xuất thải sodium à, tại cái này nó quan trọng à, để cho các em minh chứng tại vì nhiều khi á, em nói đây là trước thận cái người kia nói đây là tại thận à, hai người cãi nhau khó nhau nó khó 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 lắm mà bây giờ quan sát trụ thì ít nơi người ta làm à, thế nên trong trường hợp á, chúng ta đo à, cái à, à, phân xuất thải sodium thì đây là một con số mà tôi có thể hỏi à, nếu mà hỏi trắc nghiệm ha, phân xuất thải sodium bé hơn 1, lớn hơn 1 vân vân à, thì cái nào nó gọi là trước thận hay là cái nào lại thận. Cái thứ hai có thể hỏi cái trụ mà nó nằm ở trong cái tổn thương ở tại thận nó là cái gì thì cái này phải nhớ à, trụ hạt nâu bùn à, và có trường hợp nó là bệnh nhân là sau khi mổ tim xong nó là bệnh nhân là vô niệu luôn à, có một cái giai đoạn nặng và sau đó là bây giờ à, tôi được mời đến mà hỏi là bây giờ bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo là 1 tháng rồi mà nước tiểu bệnh nhân được có 200 ml à, và bây giờ mọi người hỏi rằng là bây giờ bao lâu thì cái thận này mới hồi phục đúng không à, nhưng mà trong quá trình chạy thận như vậy có những lúc đợt bệnh nhân bị tụt huyết áp à, thì sau đó thì tôi mới qua thì tôi nhìn nước tiểu thì thấy dơ quá thì cái câu đầu tiên đó, không phải là lúc đó mình đi làm sinh thiết thận người ta. À, có nhiều người nó làm sinh thiết thận ai mà làm nổi bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức còn nặng mà thì lúc đó người ta gọi là cái gì cái nước tiểu này là cái cặn lắng này à, thì nó gọi là liquid biopsy liquid là nước à, liquid là nước à, biopsy à, là sinh thiết
Có nghĩa là nếu mà em giỏi về em giỏi về cặn lắng á, em có thể đoán được mọi chuyện xảy ra, chuyện gì nó đã xảy ra ở trong thận. Thì cái trụ hạt nô bùn là một cái thông tin cực kỳ quan trọng mà I6 hay là I4 là lúc nào tôi cũng hỏi hết á. Ha. Cái một cái trụ nào thì cái ca đó lần đó tôi coi trong nước tiểu thì bệnh nhân đó, mặc dù là đã chạy thận 1 tháng nước tiểu có rất ít nhưng mà trụ nước tiểu bệnh nhân vẫn là trụ hạt nô bùn. Trong trường hợp đó tôi nói hoại tử ống thận cấp này diễn tiến kéo dài quá và sau 1 tháng không có khả năng không có khả năng hồi phục, nên tôi tiên đoán là bệnh nhân không có khả năng hồi phục. Và nếu mà tiên đoán như vậy tức là bệnh nhân có thể diễn tiến đến lệ thuộc hoàn toàn vào thận nhân tạo. Xong rồi bây giờ viêm thận kẽ thì đôi khi chúng ta sẽ có thêm thôi, cái này viêm thận kẽ thì tôi không hỏi, tôi không hỏi nữa tại vì cái này á, là bắt đầu nó đi vào bác sĩ thận rồi ha. Viêm thận kẽ do dị ứng thì em sẽ thấy eosinophil bác sĩ thận nó cũng khổ sở với cái này lắm ha. Viêm cầu thận cấp thì dễ, ở đây chúng ta sẽ có trụ trụ hồng cầu trong nước tiểu, nhưng mà viêm cầu thận cấp mà lại hỏi ở đây thì không hay. Trong cái bài tổn thương thận cấp thì không hay, mà tôi sẽ hỏi viêm cầu thận cấp ở trong cái bài bệnh cầu thận thì nó sẽ hay hơn. Huyết khối. Đây, đây là một cái bảng. Cái bảng này á, thì thường á, là tôi cũng không yêu cầu là phải học thuộc lòng, mà không có yêu cầu phải học thuộc lòng, trường trường hợp thi lại thôi. Nếu mà em phải thi lại một lần nữa thì đôi khi có một cái câu mà cái câu đó có thể làm trong 15 phút, đó là phân biệt tổn thương thận cấp trước thận và hoại tử ống thận cấp dựa vào lâm sàng và xét nghiệm. Thì câu đó là sẽ làm trong 15 phút. Thì cái bảng đó em lúc đó em sẽ phải học cái bảng này. Chứ còn nói thật đó là học thuộc lòng đó, mà thực sự là cái câu đó là cái câu hơi khó đối với em ha. Như vậy thì lúc đó thì tôi sẽ hỏi là định nghĩa tổn thương thận cấp, nếu mà em thi lại định nghĩa tổn thương thận cấp và theo KDIGO năm 2012 và phân biệt theo giai đoạn. Có lẽ như vậy thì đơn giản hơn. Chứ còn cái này thì bác sĩ thận thôi mấy em khỏi học. Rồi, bây giờ nó còn một cái nữa là khi mà chúng ta dựa vào lâm sàng thì chúng ta có thể biết. Nhưng mà thực tế dựa vào lâm sàng thì nó nhiều quá làm sao mà em nhớ được hết. Thì bây giờ nó có một cái cách đơn giản mà tác giả Robert Schreier là một cái giáo sư chuyên về thận của Mỹ, Đại học Colorado, ông đã phân phân loại. Mà ông chỉ có ông này trong cái textbook của ông thì ông phân như vậy thôi. Tức là ông nói làm sao? Ông nói hãy phân cái suy thận cấp từ hồi mà còn cái từ suy thận cấp là suy thận cấp mắc phải trong cộng đồng, mắc phải trong bệnh viện hoặc mắc phải trong ICU. Và cho đến hiện tại cái khái niệm phân biệt này mặc dù có nơi người ta sử dụng, có nơi người ta không sử dụng nhưng mà tôi thấy nó vẫn có lợi ích cho bác sĩ lâm sàng chúng ta. Tại vì sao? Tại vì chúng ta hầu hết nó là mắc phải trong cộng đồng. Và như vậy là chúng ta cái câu đầu tiên chúng ta thấy chúng ta biết được bệnh nhân bị tổn thương thận cấp rồi. Như vậy tổn thương thận cấp bệnh nhân có ở thời điểm nào? Thì hầu hết là nếu mà bệnh nhân lần đầu tiên vô chúng ta tìm ra thì chúng ta gọi là chắc chắn mắc phải trong cộng đồng. Cái thứ hai là bệnh nhân lúc vô thì chức năng thận hoàn toàn bình thường nhưng mà sau một thời gian điều trị thì có. Vậy thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải hiểu nó có liên quan tới điều trị của chúng ta. Và nếu mà vậy thì cái nguyên nhân có thể là do chúng ta đã để cho bệnh nhân qua là thiếu nước quá mức, suy tim nặng diễn tiến hoặc là chúng ta đã dùng thuốc gì độc cho thận. Còn ngược lại, đối với lại ở ngoài cộng đồng, chúng ta hay thường gặp trước thận hơn, sau thận và cuối cùng là tại thận. Nhưng mà cái khác biệt quan trọng nhất á, là cái tiên lượng. Tức là nếu mà mắc phải trong lại cộng đồng mà lại gặp người trẻ nữa, mà lại nguyên nhân là trước thận nữa thì hầu hết là 90% là nó không sao hết, nó sống. Còn mắc phải trong bệnh viện á, là với điều kiện bác sĩ phải nhận ra, bác sĩ phải nhận ra để ngưng thuốc, đặc biệt là trên những đơn vị hồi sức mà bệnh nhân dùng khá nhiều thuốc độc cho thận, vừa vancomycin vừa amikacin cộng với amphotericin B nữa rồi xong. Thì trong trường hợp đó em sẽ nói em cứu tính mạng của bệnh nhân, đúng rồi. Nhưng mà em cứu tính mạng bệnh nhân mà sau khi bệnh nhân sống rồi thì bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo suốt đời. Ngược lại, đối với những bệnh nhân mà mắc phải trong ICU, đây là cái mà bắt buộc chúng ta phải quan tâm. Tại vì đây là cái đối tượng mà tử vong cao nhất. Vì nó nằm trên một cái nền đó là suy đa tạng. Vì thế cho nên bất kỳ một cái nguyên nhân nào, nếu mà nó xảy ra ở ICU, mà phải từ ICU này chưa cần chạy thận nhân tạo, tổn thương thận cấp đó là em sẽ thấy là tử vong của nó sẽ là từ 80, có thể lên đến 90%. Trong thực hành lâm sàng tôi thấy là cái phân loại này cực kỳ có giá trị, cực kỳ có giá trị, em nên sử dụng nó.
À, em nên sử dụng nó để em phân tích, và từ cái đó thì em sẽ làm nó dễ hơn. À, từ đó là em sẽ nói rằng nếu mà nó xảy ra ở trong bệnh viện, à, có thể là do lỗi chúng ta, à, không có ai có thể điều chỉnh được, chỉ có cách á, là chúng ta điều chỉnh lại cho bệnh nhân thôi. Tại vì hiếm khi nào nếu mà chúng ta không nghĩ là do chúng ta thì ai nghĩ được, không ai nghĩ được hết. Người ta nghĩ là chúng ta đang cứu bệnh nhân nhưng mà thực tế là chúng ta đang làm hại bệnh nhân. À, và đi từ cực mà cứu ban đầu mà cho đến hại phía sau thì nó rất là dễ. Và đây là những cái nó liên quan tới những thủ thuật, nếu mà bệnh nhân có làm phẫu thuật, bệnh nhân có dùng thuốc cảm quang vân vân trong bệnh viện, sau phẫu thuật tim, cái này trong the kidney em không cần học. À, nhưng mà cái mà em cần học á, cái mà em cần học á, là em học cái này, cái hình này, cái hình này để nhớ ha. Hình này em phải phân biệt là mắc phải trong cộng đồng, nhưng mà việc nhận ra có nghĩa là em sẽ phải tìm ngược lại là bất cứ bệnh nhân tổn thương thận cấp nào cũng phải hỏi một câu, nó bị từ đâu. À, ví dụ như bệnh nhân mà ăn chế độ ăn thực dưỡng ha, thực dưỡng mà vào creatinine buôn bệnh nhân 200 rồi, chắc chắn là nó đã bị suy thận cấp từ trước rồi. À, vấn đề chúng ta sẽ truy tìm thử xem, à, cái này ghép tạng vân vân trong thai kỳ, cái này em tham khảo thêm thôi chứ không bắt buộc, không bắt buộc phải học. Rồi, có lẽ chúng ta tạm nghỉ trong vòng 5 phút ha, rồi sau đó chúng ta tiếp cái phần sau. Cảm ơn các em.
Rồi, bây giờ là 14 giờ 40, chúng ta sẽ chuẩn bị, tôi sẽ chờ thêm 1 phút nữa trước khi mà bắt đầu lại với các em. Có em nào có thắc mắc gì về cái phần kỳ rồi, cái phần vừa trình bày không? Việc chẩn đoán nguyên nhân á, là tổn thương thận cấp á, nó khó chứ nó không có dễ. Nhưng mà hầu hết là em để ý là cái trước thận, cái trước thận và cái sau thận, hai cái đó là nếu mà mình đã làm cái trước thận là chiếm 60% và cái sau thận nó chiếm khoảng từ 10 cho đến 10 đến 15% thôi. Thì trong trường hợp đó là chúng ta sẽ có 60 cộng với lại 10 đến 15 là chúng ta đã giải quyết được 70 đến 75% các nguyên nhân rồi. Còn lại chỉ có chỉ có 25% là chúng ta không có thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ quay lại. Bây giờ là 2 giờ 41 phút rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp ha. Bây giờ chúng ta sẽ cần biết là AKI diễn tiến ra sao. Là cái phần mà chúng ta bắt buộc phải làm ha. Thì nếu mà trong trường hợp á, mà chúng ta phát hiện sớm á, thì ở những cái, đây là một cái diễn tiến mà trong đó tác giả, giáo sư Joseph Bonvanthi là một cái giáo sư của MIT, Massachusetts General Hospital. Ông cũng là chủ nhiệm của khoa thận ở Brigham luôn. Thì đây là một cái hình mà trong đó là kinh điển rồi, chứ không phải là do ông này ông tạo ra, nhưng mà thực sự là ông nghiên cứu rất nhiều về những cái mặt cơ liên quan tới tổn thương thận cấp. Thì người ta nói đây là một cái cấu trúc của một cái tế bào ống thận gần. Ở trong đó nó có cái bờ bàn chải, là cái bờ mà nó có rất là nhiều những cái phân tử năng lượng cũng như là các yếu tố vận chuyển. Nhưng mà một cái nữa người ta cần nhớ là những cái phân tử mà kết gắn hay là phân tử kết dính. Ở đây em sẽ có những phân tử kết dính. Và ngoài ra nó còn có một cái bơm là bơm natri kali ATPA, rồi là bơm ngược dòng để hấp thu các chất từ ở trong lòng của ống thận vào trong mạch máu. Và ở trong trường hợp này là mình lấy đây là một cái cấu trúc, mà cấu trúc này của tế bào ống thận á là nó có phân cực, nó có cực này, đây là cực quay vào lòng của ống thận, tức là lòng có nước tiểu, và có một cái cực ở trên này nó tựa lên trên màng đáy, và cái cực này á, liên quan tới hệ thống mạch máu. Nếu mà trong trường hợp bệnh nhân bị thiếu máu, chỉ cần có một cái thiếu máu thì chuyện gì xảy ra, tức là em chỉ có một cái tình trạng giảm huyết áp, em chỉ có một tình trạng suy tim nặng thôi thì trong trường hợp đó là cái đầu tiên mà người ta thấy đó là nó mất sự phân cực, tức là có hiện tượng rối loạn những cái protein, mà những cái protein kết dính này. Và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta điều chỉnh kịp thời ở cái giai đoạn đầu á, mà thậm chí á, là nó mới rơi vừa mới rối loạn xong mà chúng ta điều chỉnh kịp thời thì nó vẫn có thể giới hạn được những cái giai đoạn sau. Nhưng mà nếu chúng ta điều chỉnh không kịp á, thì cái số lượng mà tế bào nó bị tổn thương á, mà rối loạn phân cực này nó sẽ càng nhiều. Và chính sự rối loạn mà của protein nội bào này làm cho các tế bào này trở nên dễ bong tróc hơn, là dưới tác động một cái lực nào đó. Và khi mà nó dễ bong tróc hơn và nó diễn tiến đến hoại tử. Và diễn tiến đến hoại tử, hoặc là ở trong đó có những cái đó nó hoại tử, hoặc là những cái là hoại tử, những cái mô kế cận nó sẽ có một cái hiện tượng là hoại tử theo chương trình, tức là apoptosis. Có nghĩa là nó những cái phân tử ở bên trong nó không đủ để nó dinh dưỡng hoặc là để nuôi sống nó, thì nó chết, không có chết liền, nó chết từ từ, nhưng mà nó sẽ bắt buộc phải chết. Xen kẽ với đó là nó vẫn còn những cái vùng của ống thận nó vẫn bình thường, tức là hồi nãy tôi đã nói có những cái vùng ống thận nó rất là nhạy cảm, nó rất là dễ bị tổn thương, nó sẽ đi hy sinh đầu tiên và để lại những cái vùng tương đối còn bình thường. Và khi mà cái tế bào này nó chết rồi thì em sẽ thấy là những cái mảnh vỡ của tế bào nó rớt vào trong lòng ống thận, và khi nó rớt vào trong lòng ống thận, những cái mảnh vỡ tế bào này nó đóng khuôn lại với nhau cho chúng ta thấy lúc đó nó là trụ hạt nâu bùn hồi nãy. Nên đôi khi chúng ta có tác giả gọi là trụ hạt nâu bùn, giống như là trụ của các tế bào chết trẻ. Tế bào chết trẻ nha, tức là sao, là cái trụ đó mà nó nhiễm sắc chất nó rất là độc. Chứ còn nếu mà là nó là trụ hạt á, nó là bản thân nó là hạt thôi, nhưng mà vì những cái tế bào này còn trẻ quá mà nó chết, vì thế cho nên nhiễm sắc chất nó rất là độc, nên chúng ta sẽ thấy là nó màu nó rất là độc. Sau khi mà tế bào nó đã chết rồi
Thì vì thế cho nên nếu mà chúng ta điều chỉnh lại huyết áp và huyết động học trước khi mà các tế bào này chết hàng loạt thì ngay lúc khắc đó, là nó hồi phục lại. Nhưng mà nếu mà chúng ta để mà cái thời gian mà bệnh nhân tụt huyết áp lâu quá, tức là thiếu máu nuôi rồi đủ thứ hết trơn, thì trong trường hợp đó nó sẽ dẫn đến hàng loạt nguyên một dãy luôn, tất cả các tế bào của ống thận là nó chết. Và nếu mà nó đặc biệt là tế bào ở cái vùng này là vùng tôi gọi là vùng vùng S3, S3, S1, S2, S3 của ống thận là nó chết hết. Và khi nó chết hết thì cái chuyện gì xảy ra? Thì nó bong tróc ra, thì nước thì nó lộ ra, lúc đó em thấy giống như là cái răng sún vậy đó, như cái răng sún, cái tế bào này chưa chết thì có tế bào này nó rớt ra rồi. Thì nước ở trong mà cầu thận nó lọc vào, thì cầu thận nó lọc vào thì nó sẽ thoát vào trong cái mô kẽ. Và khi nó thoát vào trong mô kẽ này nó sẽ chèn ép lại, nó làm cho cái ống thận này nó xẹp lại. Mặt khác là nó sẽ có tín hiệu xuống đến ống thận xa, và ống thận xa là cái vùng duy nhất có thể điều khiển được cái cầu thận thôi, qua một cái cơ chế để mà nó đóng hay nó mở cái cầu thận, là qua một cơ chế là feedback của ống thận lên cầu thận. Và như vậy là ống thận gần nó bị tổn thương, nhưng mà các tế bào này nó bong tróc xuống dưới này, rồi sau đó nó bị xẹp lại các ống thận, và sau đó là bệnh nhân sẽ đi tiểu ít dần thôi. Thì bây giờ chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thì bây giờ nó có những cái tế bào mà những cái tế bào mà còn sót lại. Những tế bào còn sót lại thường thường nó ở cái đoạn ví dụ như là S1. Thì nó nếu mà nó còn sống sót lại thì chuyện gì xảy ra? Thì nó sẽ tìm cách á, cái chuyện đầu tiên á, là nó bịt cái vùng mà nó hở đã. Và tự động á, trong giai đoạn này khi mà nó bịt cái vùng hở này, bệnh nhân không có nước tiểu đi qua đâu. Nước tiểu đi rất là ít, mà thường thường nước tiểu đi ít đó là qua những cái vùng mà ống thận tương đối là nó còn có khả năng, nó khả năng lọc, tức là nó không phải là em nghĩ là nếu mà nó hoại tử ống thận cấp là hoại tử hết được tất cả, nó không có, có một vùng, một vô số vùng để nó bảo tồn, nó dự trữ khoảng 20%. Thì trong trường hợp đó là những cái tế bào nào mà nó hoàn toàn bình thường nó sẽ có khuynh hướng là trải dài ra. Là cái chuyện đầu tiên của nó là làm sao mà bít hết toàn bộ, nó giống như nó tráng xi măng hết đó. Nó bít hay nó lành, cho đến khi ở cái thời điểm mà nó bít hết toàn bộ là bắt đầu là cái hệ thống này là bắt đầu nó thông được. Và khi nó thông được thì bắt đầu bệnh nhân sẽ có nước tiểu, nhưng mà chức năng của nó chưa hồi phục. Nó chức năng chưa hồi phục là tại vì nó chưa có, cái tế bào này nó ở đoạn ví dụ ở S2 đoạn, hoặc là tế bào từ cái quai hăng lê, miễn làm sao có tế bào trép vô thôi. Nó chưa phải là hoàn hoàn chỉnh và nó chưa có biệt hóa được. Và mục tiêu của nó là từ những cái tế bào này nó tăng sinh, nó cần một quá trình tăng sinh để nó nhân tế bào này ra. Đầu tiên nó là một một tế bào này nó trám vị trí của hai tế bào, rồi sau đó là nó sẽ chia đôi, nó sẽ thành là bốn tế bào, rồi sau đó nó chia đôi nữa. Mà khi nó nhiều lên rồi á, thì những cái tế bào nó đã chia rồi, từ từ nó dựng lên và nó sẽ, nó gọi là biệt hóa lại. Và ở trong giai đoạn đầu của quá trình biệt hóa thì em sẽ thấy là nó không có nhung mao, nó không có đủ hoàn toàn các chức năng. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta thấy bệnh nhân bắt đầu đa niệu. Mà trong cái giai đoạn đa niệu này á, là hoàn toàn ở cái giai đoạn này á, là nước em không có thể nào kiểm soát được cái lượng nước tiểu mỗi ngày, ngoại trừ là nó đa niệu quá, mà bây giờ mà em muốn bớt rồi em không biết bớt bằng cái gì, thì có em nói là thôi bây giờ em không có cho nước nó vô nữa, thì có nghĩa là sao, bệnh nhân tiểu ra 3 lít thì em cho nó uống 1 lít thôi, thì đương nhiên rồi em tạo ra một cái tình trạng giảm thiếu máu thận, tại vì em không thể nào mà 3 lít chỉ có cách là em bù lại để cho nó đủ, tránh tình trạng hạ huyết áp, còn nếu không nó mất nước. Mất nước này em không có thể nào mà khóa được cái vòi được, lúc này nó xả nước kinh hoàng, thì lúc này cũng cần chúng ta phải điều trị. Chúng ta đã khổ sở ở cái giai đoạn không có nước tiểu rồi, nhưng mà cái giai đoạn không có nước tiểu ai cũng rất là sợ, nhưng mà mọi người ấy thì lại ít để ý ở cái giai đoạn mà nó đang cần sự hỗ trợ của chúng ta để không có rối loạn huyết động học. Vì thế cho nên nếu mà một bệnh nhân nào mà ở trong suốt cái giai đoạn này ấy, nếu mà em không có dinh dưỡng bệnh nhân đầy đủ thì nó không có tái sinh. Không có tái sinh đâu, nó không có tái sinh là một, cái thứ hai nó không có tăng sinh,
À, và cái thứ ba nữa là nếu mà bệnh nhân á, mà trước kia nó đã có bệnh thận mãn rồi, có nghĩa là nó có tổn thương rồi, và đặc biệt là bệnh thận mãn nó tổn thương, nó mô sơ, nó nằm ở cái vùng á, ở cái vùng mô kẽ xung quanh này nữa, là sơ hóa nhiều ha, của vùng mô kẽ rồi sơ hóa ống thận rồi teo ống thận, thì trong những bệnh nhân bệnh thận mãn thì nó không thể nào tạo ra một quá trình tái sinh bình thường, nó không thể nào tăng sinh cho đầy đủ, là vì cái chuyện mà dinh dưỡng nó kém ha, mô nó xung quanh nó không có đủ mô để nó lấp được, thì trong trường hợp đó khó lòng mà nó quay lại một cái cấu trúc của tế bào bình thường. Và đó là lý do mà người ta đi là người ta diễn tiến, nếu mà bệnh nhân mà sớm mà trước thận mà chúng ta đã phát hiện rồi, đó là cái chìa khóa mà quan trọng nhất mà các em phải làm, thì trong trường hợp đó thì chúng ta bắt đầu điều trị. Điều trị thì nó hồi phục luôn, nó đều hồi phục luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta rơi vào cái giai đoạn B, có nghĩa là nó khởi phát nè, xong rồi bắt đầu nó khởi phát nè, bắt đầu vào suy thận nè, độ lọc cầu thận bắt đầu giảm rồi mà chúng ta cũng không có làm gì hết, thì kể như đương nhiên nó đi xuống. Nhưng nếu chúng ta can thiệp ở cái giai đoạn mà độ lọc cầu thận đang giảm, nước tiểu đang giảm một cách rất là nhiều, mà chúng ta điều trị thì nó sẽ rút ngắn lại được cái thời gian mà bệnh nhân thiểu niệu. Còn nếu không, chúng ta trễ quá, bệnh nhân đến với chúng ta trễ quá rồi, thì bắt đầu nó tổn thương thận nó đã hồi phục, độ lọc cầu thận bệnh nhân đã giảm xuống 10 ml phút rồi, đôi khi chúng ta phải duy trì sự sống bệnh nhân bằng chạy thận nhân tạo, và sau đó chúng ta phải dinh dưỡng cho bệnh nhân thật tốt trong giai đoạn này. Và thời gian thì người ta thấy là nếu mà hoại tử ống thận cấp thông thường là khoảng từ 7 ngày cho đến 14 ngày, thì trên 80% nó sẽ tự hồi phục, nó tự hồi phục. Cái mà mình làm được á, là đừng có để cho nguyên một cái giai đoạn này nó bị thiếu máu, trong nguyên giai đoạn này đừng có để nó bị suy dinh dưỡng, chúng ta phải tạo điều kiện tối đa. Vì thế cho nên nếu mà em học về tổn thương thận cấp á, mà em điều trị tổn thương thận cấp á, thì đúng ra là em sẽ phải học về dinh dưỡng của tổn thương thận cấp, em sẽ ra học về dinh dưỡng của tế bào, và trong trường hợp đó em sẽ hiểu là em sẽ làm cái gì. Và như vậy á, ở trong y hệt như trong nhồi máu cơ tim cấp, là với tổn thương thận cấp á, thì em sẽ thấy xen kẽ với những cái tế bào mà nó bị hoại tử, nó bong tróc ra rồi, chúng ta có những tế bào chết theo chương trình, có những cái tế bào mà nó dở sống dở chết, dở sống dở chết, và có những cái tế bào hoàn toàn bình thường. Và do vậy á, thì chúng ta sẽ phải cố gắng làm sao mà kéo cái số lượng tế bào apoptosis, thì hầu như chúng ta không có làm được cái gì rồi, nhưng mà ở những cái tế bào mà dở sống dở chết này, tranh sáng tranh tối này, nếu mà chúng ta cải thiện được huyết động học sớm thì chúng ta sẽ giới hạn được lượng tế bào này, và đây là cái nguồn để mà tái tạo lại tế bào cho những bệnh nhân tổn thương thận cấp. Thì đây là một cái hình mà chúng ta sẽ thấy là các ống thận, nếu mà em nhìn em không quen thì em sẽ thấy, tôi sẽ chỉ đây là cái hình của ống thận thôi, đó là những cái đường viền, cái này là mạch máu thận, đây là các ống thận, đây là ống thận gần ha, chắc chắn đây là cầu thận, đây là cầu thận. Thì những cái tế bào ống thận đó, thì em sẽ thấy là nó bị bong tróc các tế bào và nó lộ ra cái màng đáy này, đây là màng đáy của ống thận. Thì trong trường hợp đó là chúng ta sẽ thấy không phải là chỉ có cái vùng ống thận này bị, mà ở đây cái vùng ống thận xa nó cũng bị luôn, ống thận xa. Thì hình như là hình xuống răng, tế bào ống thận thì đâu làm sao mà nó để lệch lạc như thế này. Và như vậy chúng ta còn thấy những cái mô hoại tử nó nằm ở trong lòng của ống thận, mô hoại tử nằm trong lòng ống thận, thì trong trường hợp đó chắc chắn là ở đây người ta sẽ nói là bệnh nhân này chắc chắn là có rất là nhiều trụ, và chính những cái trụ này nó sẽ bít luôn cả ống thận. Nếu bệnh nhân không có nước tiểu thì thôi, nhưng mà đến lúc mà bệnh nhân bắt đầu có nước tiểu, em đi lấy nước tiểu, em đi quan sát đi, là cực kỳ lý thú, là vì em sẽ phát hiện ra rất là nhiều thông tin. Mà nhìn cái ống thận mà bị bít như thế này thì hoàn toàn là chúng ta thấy là bệnh nhân không có nước tiểu được rồi. Nhưng mà kế bên đó chúng ta vẫn thấy có những cái vùng á, mà bắt đầu á, em sẽ thấy những cái nhân á, mà nó đậm này là nó già rồi ha, tế bào nhân đậm mà nó già, chúng ta sẽ tìm thử xem nó có những cái vùng nào mà tăng sinh không, cái hình này nó không có ha. Hình này cũng tương tự ha, chúng ta sẽ thấy màng đáy nè, tế bào ống thận nếu mà bình thường á, là chúng ta sẽ phải thấy là các nhân nó liền nhau ha. Thì ở đây bắt đầu chúng ta thấy có một cái nhân mà nó bắt đầu nó tăng sinh rồi ha, nó có thể nhân đôi, có thể là nhân này nó tách đôi nè, tức là xen kẽ với những cái vùng mà nó hoại tử, em vẫn vẫn thấy vẫn có những cái vùng tái tạo, cái đó là cái hay của một cái mô thận,
mà em thấy cái này nó bong tróc hết rồi, cái này nó bong tróc hết rồi. À, đây là một cái biểu đồ để nói là cái hình này tôi đã nói với em rồi ở trong cái phần mà bệnh thận mãn ha. Thì ở đây người ta nói rằng là đây là những cái hóa chất trung gian mà người ta cần, hay là những cái cytokine nó cần thiết để tạo ra một cái sự hồi phục lại mà gần như là hoàn toàn. À, nhưng mà nếu mà trong trường hợp á, mà nếu mà tổn thương hệ thống mạch máu, tổn thương sơ hóa, những cái thay đổi của các tế bào hoặc là cái chu trình của tế bào á, hoặc là những cái phản ứng viêm kéo dài, hoặc là trong quá trình bệnh nhân thận nó đang hồi phục em lại dùng thêm những cái nephrotoxic tức là thuốc độc cho thận, tại vì lúc đó là em giữa tính mạng bệnh nhân và thận thì đương nhiên em sẽ phải chọn tính mạng bệnh nhân. Thì trong trường hợp đó là cái quá trình hồi phục này nó không có được nó không có được toàn toàn vẹn, và nó có thể xảy ra ở những bệnh nhân bệnh thận mãn, thì trong trường hợp đó em sẽ thấy bệnh nhân sẽ diễn tiến đến suy thận mãn. À, cái hình này á, là em thấy hình như nó giống giống như là cái bài mà CKD, cái hình nó giống giống như vậy ha. Có nghĩa là bình thường tăng nguy cơ tổn thương, giảm độ lọc, suy thận, nó khác có cái tựa, còn cái hình nó giống nhau, cái hình nó giống nhau ha. Thì ở đây cái hình cái mà tôi nói với em kỳ rồi để ý là chúng ta để ý chiều mũi tên ha. Đây là một người bình thường, đây là người có nguy cơ bị tổn thương thận cấp, người này là đã tổn thương thận cấp rồi nhưng mà chưa giảm độ lọc cầu thận. Cái này giảm độ lọc cầu thận rồi. Mà ngay cả giảm độ lọc cầu thận á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở giai đoạn đầu nó có thể chưa suy thận, nếu mà nó tổn thương nặng vào nó suy thận, nhưng mà nó có thể sẽ suy thận rồi. Mọi thứ chúng ta đều thấy có thể hồi phục được. Ha, ngoại trừ từ suy thận nó có thể đi đến chết. Cái đường mà nó diễn tiến đến biến chứng nó có thể đều nhau ở tất cả các giai đoạn chứ không phải đến suy thận nó nặng hơn. Và thường á, là khi mà suy thận á, thì lúc đó em sẽ thấy là cái định nghĩa chúng ta sử dụng là đối với lại suy thận có nghĩa là creatinine nó tăng. Chứ GFR này nhiều khi GFR giảm rồi mà creatinine không có tăng. Và đó là lý do mà người ta nói là phải tìm ra một cái mặt cơ sớm hơn nữa để chứng minh là nó đã có tổn thương rồi. À, thì ở đây người ta cho đến hiện tại người ta vẫn có, và có một số nghiên cứu sinh đã ra trường là nhờ những cái tiến hành những cái mặt cơ này. À, mặc dù là những cái mặt cơ này nó chưa có được gọi là phổ biến trong nghiên cứu chúng ta làm. À, mỗi một cái này là một ông giáo sư đó, ví dụ Kim Wan, Engan. À, nhưng mà thực tế là vì tại vì nó như thế này. À, nó hơi khó khi chúng ta thực hành, khi chúng ta sử dụng những biomarker mới chỉ ứng dụng trong nghiên cứu thôi. Ví dụ một bệnh nhân vô là bệnh nhân có tình trạng là có tổn thương rồi ha, có một cái tổn thương ví dụ vào một cái có tình trạng choáng rồi, choáng rồi là mình biết là chắc chắn là mình sẽ vào cái này, nhưng mà creatinine nó chưa có tăng, thì lúc đó ở chợ rẫy thì chúng tôi có đo được N-gan. N-gan ở hồi xưa là các xét nghiệm này nó họ xuống họ nói với tôi, cái tôi nói là em ơi em xuống khoa thận mà em làm nghiên cứu về N-gan là sai rồi, em phải lên hồi sức kìa. Thì mọi người mới nói ủa tại sao lại lên hồi sức làm, tôi nói thận á, là nó vô á, là toàn là bệnh nhân nó nằm ở khúc này quá trễ, nó quá trễ. Nếu mà muốn làm mà gọi là sớm, ví dụ như em muốn làm á, là N-gan ở bệnh nhân á, mà bệnh nhân mà sau sau chụp mạch vành đi ha, hay là sau đặt stent đi thì em phải kiếm là những cái ca nào mà creatinine nó chưa lên mà N-gan nó đã thay đổi rồi, đã thay đổi rồi. Và như vậy á, là những cái nghiên cứu trong những nghiên cứu đó người ta làm những biomarker này người ta thấy nó tăng, người ta thấy nó tăng và sau đó thì creatinine nó thay đổi. Nhưng mà bây giờ khi mà nó tăng như thế này rồi bây giờ là phải xử lý thôi ha. Thì cho đến hiện tại á, là nó vẫn còn hơi lấn cấn, hơi lấn cấn. Người ta cũng nói được đối với hồi sức nếu mà thay đổi nó tăng N-gan, nó tăng Kim Quan hay nó tăng interleukin 18 thì nó biểu hiện sớm hơn so với lại creatinine. Nhưng mà vì creatinine nó rẻ quá, nó có ở mọi nơi và lúc đó nếu mà em làm cái này em vẫn phải làm creatinine, tại vì creatinine nó đã đưa vào những cái hướng dẫn mà ai cũng sẽ thống nhất, mọi người nếu em đưa ra hội đồng kỷ luật người ta cũng dựa, hay hội đồng đạo đức người ta cũng dựa vào creatinine, người ta không có dựa vào những cái marker này. Nên cho đến hiện tại chúng ta phải chờ, chúng ta phải chờ một thời gian nữa
cho đến khi những cái xét nghiệm này nó phổ cập. Hiện tại là chúng ta sẽ thấy Engan nó phổ cập, có nghĩa là nó có thể làm bằng các kỹ thuật ELISA thông thường mà những cái phòng xét nghiệm có thể làm được. Chứ còn nếu mà nó làm bằng kỹ thuật khó quá thì người ta không làm được, thì nó không có phổ biến được. Bây giờ điều trị, điều trị thì nó nhiều cái. Thì điều trị này ở tại những cái nước giống như chúng ta, low and middle income country, đúng không? Thì bao gồm là chúng ta bảo tồn chức năng thận, điều chỉnh điện dài, thăng bằng kiềm toan, giảm tổn thương nội tạng khác mà gây ra do AKI. Tại một khi nó nước tiểu nó bằng không, bắt đầu nó có kéo theo suy tim đấy em, và điều trị hậu quả do suy giảm chức năng thận. Đây là diễn tiến nãy giờ mình thấy rồi, diễn tiến chúng ta thấy rồi. Cái này là cái này không cần, cái này là chỉ là một cái hướng dẫn, mà trong đó người ta nói 1E, 2E, 3E, 4E, 5E dành cho cộng đồng, mà cho đến hiện tại là chỉ có nghiên cứu NICE, tức là cái tổ chức NICE của Anh người ta làm thôi. Là giáo dục y tế. Và như vậy thì là trong trường hợp này, cái này là giới hạn ha, lan tỏa tổn thương, điều trị phòng ngừa giới hạn lan tỏa tổn thương và điều trị suy thận cấp. Thì chúng ta vẫn theo, khi mà mấy em học đó, thì cái bảng này là, hoặc là trên thực hành lâm sàng thì em dựa vào cái bảng này, KDIGO. Thì đơn giản là ngưng mọi thuốc độc cho thận, đảm bảo thể tích tuần hoàn, xem xét, theo dõi huyết động học, thay đổi creatinine, tăng đường huyết. Nó cũng đơn giản, nó có mấy dòng thôi, nhưng mà hay bị sót lắm. Thì thường thường là một khi chúng ta phải thêm này là kiểm tra liều thuốc, điều trị xe xét điều trị thay thế thận. Thì cái khó nhất ở trong này, cái khó nhất ở trong này là ở trong đó là em sẽ làm sao mà nó có cái này, đảm bảo thể tích tuần hoàn, áp lực độ đầy cơ quan, là vì nó trải dài hết mọi thứ. Còn này cũng không có vấn đề gì ha, ngưng mọi thuốc độc cho thể. Và bây giờ là chúng ta sẽ hỏi một câu là nếu mà chúng ta gặp một ca AKI, chúng ta bắt đầu điều trị gì dành cho bác sĩ mà đa khoa. Đầu tiên điều trị gì, thứ hai là chọn lựa thuốc ra sao, và hầu hết là mọi người có dùng lợi tiểu. Ví dụ cái ca mà suy thận cấp mà chúng ta đang trình trình bệnh là suy thận cấp, mà trên bệnh nhân dùng cái chế độ ăn thực dưỡng, mà bệnh nhân tăng natri khô queo mà bác sĩ cũng dùng lợi tiểu luôn. Có phải là vì bệnh nhân suy thận mà chúng ta dùng lợi tiểu không? Cái đó là một cái phản xạ hay là một cái câu nói mà hầu như là các bác sĩ nào khi mà tôi học là ai cũng không có cái cuốn sách vở nào nó nói rõ ràng hết á. Và đôi khi người ta thấy rằng là vì nó không có rõ ràng, vì thế cho nên chúng ta vẫn cứ dùng ha. Và giả sử như là tổn thương thận cấp nó vô một cái suy thận cấp tại thận rồi mà tôi thấy các bác sĩ vẫn tiếp tục dùng lợi tiểu luôn, thì trong trường hợp này nó là một cái hướng dẫn cho chúng ta, tại vì ở trong sách giáo khoa thì người ta cũng chỉ nói lợi tiểu có vai trò quan trọng đối với lại suy thận cấp, mà trước thận mà chúng ta có thể làm test lợi tiểu, nhưng mà không phải ai chúng ta cũng làm test. Và cuối cùng là cực kỳ quan trọng cho các bệnh nhân, đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng tôi thấy rất là hay ha. Bây giờ là điều trị gì thì phải, cái này là bắt buộc phải đánh giá đối với lại các bác sĩ, đặc biệt là kỳ rồi tôi thấy cái bảng mà theo dõi mà đối với một bệnh nhân tổn thương thận cấp là cực kỳ quan trọng, là tại vì chúng ta phải duy trì thăng bằng dịch của bệnh nhân. Chúng ta sẽ phải đánh giá mỗi ngày, và mỗi ngày chúng ta sẽ, và cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp bệnh nhân á, mà chúng ta chẩn đoán là tổn thương thận cấp á, thì cái câu đầu tiên sẽ phải hỏi là bệnh nhân này là dư nước, đủ nước hay là thiếu nước. Cái câu hỏi này có thiếu không hay có dư không? Chứ còn nhiều người á, mọi người á, chỉ hỏi có dư không, tức là tại vì sao, tại vì dư á, là có nghĩa là dựa vào các triệu chứng mà bệnh nhân đến với chúng ta, tức là bệnh nhân thấy có phù, bệnh nhân nói tôi bị phù nè, tôi bị mệt nè, tôi khó thở, còn mất nước thì không ai nói gì hết. Vì thế cho nên á, là khi mà điểm số á, lúc nào điểm số của cái việc mà bác sĩ á, mà làm bệnh án mà đi tìm dấu thiếu dịch á, thì nó vẫn cao hơn là bác sĩ mà nói rằng có dư hay không dư. Cái này là tôi có nói trong quá trình trình bệnh, tại vì thiếu người ta không có nói gì hết, người ta đâu có biết người ta thiếu. Em hỏi thì người ta trả lời, điều đó chứng tỏ là nếu mà, nhưng mà trong khi đó cái thiếu là cực kỳ quan trọng, tại vì chỉ cần mình biết là bệnh nhân có thiếu là chúng ta truyền dịch vô, mà nếu chúng ta truyền dịch vô là chúng ta cứu được cái thận liền ngay tức khắc.
Và nếu mà chúng ta không rõ trong ngày đầu tiên á, thì bắt buộc á, là sau 24 giờ chúng ta phải lập bảng tổng nhập tuần tổng suất vân vân, theo dõi cân nặng, chứ đừng có dựa hết vào những cái gì bệnh nhân nói. À, chúng ta phải theo dõi cân nặng bệnh nhân mỗi ngày. Cân nặng sẽ là một chỉ dấu tương đối là khách quan. À, có em nói là cái cân chỗ này nó sai rồi, cái đó vậy thì thôi mình không nói. À, nếu mà cân mà nó đã đúng á, thì trong trường hợp đó nó cho chúng ta. Như vậy là cái thiếu nước là chúng ta sẽ phải khám trên lâm sàng, là tại vì sao? Có em nói là cứ cô đặt CVP, thì nó lại vướng vô hướng dẫn người ta cho hiện tại nói là những cái bệnh nhân tổn thương thận cấp không có nhất thiết là phải can thiệp. Ví dụ đặt xong tiểu sau 48, 24 tiếng, 48 tiếng hoặc 24 tiếng mà thấy đủ chẩn đoán rút. Nhưng còn cái thứ hai nữa là nếu mà mình khám trên lâm sàng có dấu hiệu thiếu nước rõ, đặc biệt là em sẽ khám từ trên xuống có 10 dấu thiếu nước, trán rồi mắt rồi, cái này trên lâm sàng tôi đã chỉ rồi. Cái thứ hai là tĩnh mạch cổ có nổi không, môi lưỡi khô không. Có một cái chỉ số mà cái mà rất là quan trọng, tức là nếu mà bệnh nhân mất nước mà đủ để gây hạ huyết áp tư thế thì chắc chắn là nó sẽ gây ra suy thận cấp. Vì thế và lúc đó mình sẽ biết một cái chi tiết là ít nhất thể tích tuần hoàn nó đã giảm 20%, hoặc là ít nhất là bệnh nhân đã mất 1 lít, hay nói cách khác phải bù liền cho bệnh nhân là 1 lít nước, ít nhất là trong vòng 12 tiếng em bù lại một cái là nó đủ liền. Bệnh nhân có thể giảm thể tích nước tiểu, giảm cân. Rồi bây giờ dư nước thì tôi nói rồi, dư nước á, thì không có điểm cao bằng thiếu nước, là tại vì dư nước là bệnh nhân sẽ khai, bệnh nhân sẽ nói chúng ta dư nước ở ngoại biên hay là dư nước, cái mà chúng ta tìm đó là dư nước ở phổi có hay không. Dư nước ở phổi đặc biệt là nó có, khi mà nó có phù phổi cấp, tại vì đó là cái dấu hiệu báo tử rồi, bệnh nhân chúng ta sẽ phải khám và bệnh nhân sẽ bất ổn. Chứ còn thiếu nước nhiều khi người ta không nói năng gì hết trơn, mệt quá rồi. Thì trong trường hợp đó là chúng ta sẽ bù dịch. Thì nếu mà ở trong cái bài của các em nó bị che rồi á, thì tôi sẽ gửi lại cái bài này, đúng không? Thì bây giờ nó có những cái thuật ngữ. Thứ nhất là tại, nếu mà choáng, nếu mà bệnh nhân mà là choáng thì chúng ta phải tại. Tại là bao nhiêu? Toàn bộ những cái phần này để cho các em có thể lật để coi, chứ không ai đi hỏi em cái này đâu. Cái phần này tôi không hỏi đâu, tôi hỏi những nguyên tắc chính thôi để cho em điều trị. Còn cái này á, thì tôi khuyên các em nên sử dụng nó dần dần đi, để tại vì nó cần thiết trong thực hành. Trong 15 phút chúng ta phải truyền 500 với điều kiện nào là mình thấy bệnh nhân là có choáng rồi. Còn cái chúng ta gọi là test nước là chúng ta không biết là bây giờ bệnh nhân đủ nước hay là thiếu nước, thì chúng ta sẽ chạy 100 đến 200, nếu bệnh nhân già cho 100, bệnh nhân trẻ 200, 5 đến 10 phút ha. Coi coi bệnh nhân đáp ứng nước tiểu nó có tăng lên không. Nếu đáp ứng nước tiểu nó tăng, mọi thứ nó tăng là chúng ta biết thiếu nước, thì sau đó chúng ta sẽ truyền nước tiếp. Là chúng ta qua bước tiếp theo. Truyền tiếp theo là truyền nước để duy trì hàm lượng nội môi, phải đánh giá lượng nước mất. Hoặc là nếu mà trong trường hợp trước khi chúng ta dùng thuốc cảm quan để chúng ta phòng ngừa, chúng ta phải truyền với một cái tốc độ ít nhất đó là từ 60. Nếu mà phòng ngừa bệnh nhân mà tim mạch chịu đựng nổi là 100 ml giờ. Và bây giờ duy trì, nếu mà bệnh nhân không mất nước thì chúng ta duy trì là 1 đến 2 mg một ký trong 1 giờ. Có nghĩa một người 50 kg thì em sẽ phải truyền với tốc độ là 50 cho đến 100 ml trong 1 giờ. Bây giờ chúng ta có một cái dây đếm giọt, nó cho chúng ta biết được là 100 là chúng ta sẽ truyền là bao nhiêu. Cái này khó, vì thế cho nên tôi không có hỏi trong bài thi đâu. Em đừng có nghĩ là lúc đó là tôi tưởng tượng ra cái gì để tôi hỏi, tôi cũng phải hỏi cái để em có thể trả lời được. Và cái này là một cái nó đã đưa vào khuyến cáo rồi ha. Đây là những cái thuật ngữ, là những cái hàng ngày là em sẽ phải ghi xuất nhập. Thì nếu em phải nhớ là nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân mà đủ nước thì em sẽ là tổng nhập sẽ bằng tổng suất của ngày hôm trước, nước tiểu cộng với 500 ha. Còn nếu mà trong trường hợp á, mà nếu mà tổng nhập và tổng suất á, mà nó dư, bệnh nhân bị quá tải, thì trong trường hợp đó em sẽ tính nhập nó sẽ bé hơn là suất ha. Cân nặng nền á, thì là lý tưởng rồi, nhưng mà trong trường hợp đôi khi là chúng ta là sẽ không có được cân nặng nền ở trong cái điều kiện của chúng ta.
À, nhưng mà nếu mà bệnh nhân bị thiếu nước thì trong trường hợp đó tổng nhập sẽ phải lớn hơn suất cộng với 500. Rồi bây giờ là chúng ta biết là lượng dịch nào chúng ta sẽ dùng, thì bây giờ chúng ta gọi là loại dịch nào chúng ta dùng, thì cho đến nay hồi sức người ta vẫn chọn là dung dịch tinh thể, tức là normalsaline thôi. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân bị tăng natri, giống như cái trường hợp mà chúng ta đang trình bệnh natri đến 178 lận, thì chúng ta không có chọn dung dịch là natri natri đẳng trương, mà chúng ta sẽ chọn dung dịch nhé, một là không có nước, hoặc cái thứ hai nữa là phải nhược trương là chủ yếu. Bây giờ dịch truyền thay rồi tùy theo tình trạng bệnh nhân, đúng rồi. Ở tuyến cơ sở thì đương nhiên phải bằng đường uống nếu mà bệnh nhân không có ăn không có ói mửa gì hết. Tránh quá tải, dùng vận mạch sớm và huyết áp trung bình tùy thuộc vào lâm sàng. Những cái này nó ứng dụng để cho em ứng dụng trên lâm sàng. Đây là một cái mà người ta nói rằng nếu mà nghi ngờ thì bắt buộc phải hồi sức, để phải hồi sức dịch, phải có thể làm test nước. Thì bây giờ đối với lại lợi tiểu á, thì người ta nói nghi ngờ cũng có thể là test lợi tiểu, và theo dõi những cái huyết động học, tình trạng tuần hoàn của bệnh nhân, nước tiểu, vân vân. Và cuối cùng mà nếu mà trong trường hợp nó tổn thương thận cấp kéo dài thì chúng ta sẽ bắt đầu bác sĩ thận. Nếu mà bệnh nhân đến chúng ta, tức là không có cái tuyến trước mà đến chúng ta tại bệnh viện, thì tất cả các biện pháp này chúng ta có thể sử dụng tùy thuộc vào tình trạng huyết động học của bệnh nhân, dùng vận mạch hay không ha. Thì tất cả những cái phần này nó thêm thôi. Đây là một cái phần mà cái tiếp cận tôi cũng để cho các em tham khảo ha, tham khảo thôi. Tiếp cận điều trị đó thì phải đầu tiên là phải đánh giá là có giảm thể tích không, chứ không có nói phù ha. Giảm thể tích có trước đã. Nếu mà không, nếu mà có là phải bù liền, còn nếu mà không thì mới hỏi có dư không. Nếu mà dư thì hỏi có suy tim không, tại suy tim là chống chỉ định của truyền truyền nước. Nếu mà có suy tim thì hội chẩn bác sĩ thì đương nhiên lúc đó người ta sẽ đề nghị dùng lợi tiểu để giảm cái tiềm tải và tăng cái lợi tiểu. Còn nếu mà không có suy tim thì phải mời bác sĩ. Thì bác sĩ thận học thường thường người ta được cho làm test lợi tiểu. Test lợi tiểu mục tiêu là gì? Test glucosamine là mục tiêu là nó đưa một cái lượng nước ồ ạt đến thận để test thử xem cái ống thận này nó có thực sự là nó ở giai đoạn nào. Nó đang ở cái giai đoạn mà còn thiếu máu thôi, vẫn có khả năng hồi phục, hay là nó đã vào cái giai đoạn tổn thương thực thể rồi. Tại vì một khi nó vào tổn thương thực thể hoại tử rồi chúng ta không làm được gì hết. Cái khó nó nằm ở đó. Và bây giờ nếu mà bệnh nhân á, mà thiếu nước thì cái quan trọng là chúng ta sẽ phải truyền nước. Truyền nước có thể là hồi nãy nói rồi, có thể làm test nước hoặc là lặp lại cái truyền nước nhiều lần và coi thử xem là bệnh nhân có còn hạ huyết áp, bệnh nhân có suy thận, bệnh nhân có giảm thể tích nước tiểu, có cải thiện chưa. Nếu mà nó có cải thiện rồi á, thì trong trường hợp đó chúng ta duy trì truyền dịch. Đây là một cái lưu đồ để hỗ trợ cho các em về mặt lâm sàng thực tế thôi, hỏi thi không ai hỏi này hết. Bây giờ chúng ta hỏi là dùng lợi tiểu. Lợi tiểu á, thì là khi nào? Dùng lợi tiểu khi em không có dấu thiếu nước. Chứ cái bệnh nhân mà chúng ta đang trình nó khô queo, mấy ngày trời nó không ăn không uống gì hết, vô bác sĩ vừa truyền nước vừa dùng lợi tiểu là không hợp lý. Như vậy là phải chứng minh bệnh nhân có dư nước bằng lâm sàng. Cái này rất là khó, tại vì có người nói là tôi thấy bệnh nhân dư, có người kia nói là thế thấy bệnh nhân thiếu thì phải ghi trong hồ sơ. Thậm chí là đôi khi em sẽ phải đo, em làm siêu âm, có nhiều bác sĩ tim mạch là đo siêu âm, là đo cái đường kính của cái tĩnh mạch chủ dưới, nhưng mà không phải ai cũng dễ làm, nhiều khi người đó béo quá em làm cũng khó. Thì trong trường hợp đó là em có thể dùng phyogenic stress test, nhưng mà trong trường hợp này người ta nói là chúng ta cũng phải làm test nước trước, theo dõi sát nước tiểu. Và cái phyogenic stress test có nghĩa là gì? Là người ta quy định luôn cho chúng ta, đây là quy định của các nhà hồi sức, từ 1 đến 1,5 mg per ký tiêm tĩnh mạch. 1 đến 1,5 mg per ký có nghĩa là sao? Nếu một người mà là 50 kg thì em sẽ dùng có, nếu mà em nhìn như thế này em dùng có 50 mg thôi. 50 mg thì cỡ còn ống rồi. Mà bây giờ là 1,5 mg thì lúc đó là em mới có thể khả năng nó hơn ống hoặc là 2 ống. Và sau đó là mình sẽ coi lại
đánh giá lại sau bao lâu. Nếu mà sau 2 tiếng, tức là mình chích có 1 đến 2 ống thôi, không có nhiều, mà thể tích nước tiểu nó vẫn bé hơn 200 ml, thì có nghĩa là nó đã vào giai đoạn 3 rồi thì không làm nữa. Chứ hồi xưa là chúng ta sẽ làm cái nói đến đến test lợi tiểu. Em sẽ nhìn là cái đây là cái hướng dẫn mà dành cho các nước mà đa mà low income nha, low and middle income đang phát triển. Thì điều đó chứng tỏ là người ta nói cái gì? Người ta nói là chúng ta chủ yếu là nguyên nhân là do thiếu nước, đó là một. Và chúng ta phải bù dịch nước đã. Rồi chúng ta nếu mà có chích á, thì chích liều thấp thôi, không có cao, tức là em chỉ chích này nó chỉ có khoảng 2 ống à, 2 ống. Và sau đó em sẽ phải theo dõi nước tiểu, có nghĩa em phải đặt cái xông tiểu rồi á, và em theo dõi. Mà nếu nước tiểu bệnh nhân mà nó không đạt sau 2 giờ thôi, không có để lâu, thì trong trường hợp đó là em sẽ nói rằng là cái này nó không có đáp ứng và nó đã vào cái giai đoạn hoại tử ở giai đoạn 3. Tại tổn thương thận cấp nó có 3 giai đoạn, mà giai đoạn 3 là giai đoạn chúng ta không làm được nhiều, không làm được nhiều. Dinh dưỡng thì như là bệnh thận mãn là chúng ta có là 25, thì người khuyến cáo là chúng ta dùng khoảng 25 đến 30, là vì nó cần một quá trình dị hóa đạm, là quá trình chuyển hóa để là hỗ trợ cho bệnh nhân. Đường miệng và lượng protein nhập thì lại cao, mặc dù là bệnh nhân có hoặc không chạy thận. Cái điều này là cái điều nó khác, nó khác với lại AKI. AKI em thấy là gần đây nó còn là 0,6 0,8 đối với lại bệnh thận mãn là nó thấp. Nhưng mà vì hồi nãy tôi đã nói rồi, những cái bệnh nhân mà tổn thương thận cấp đó, họ rất là cần protein để tái tạo lại những cái tế bào. Vì thế cho nên nếu mà chúng ta kiêng protein á, ở những cái bệnh nhân này á, thì á, nó sẽ làm cho bệnh nhân làm cho khả năng tái tạo lại nó không có ha. Và bây giờ em phải để ý là bệnh nhân có hoặc không chạy thận nhân tạo cũng dùng một cái hàm lượng protein cao. Và là do vậy nếu mà bệnh nhân ăn được bằng đường miệng, và nếu mà chúng ta cần tiết chế nước, thì chúng ta nếu mà bệnh nhân ăn được mà chế độ ăn cơm là chế độ ăn khô thì tốt. Nhưng mà cái khó của những bệnh nhân tổn thương thận cấp á, là người ta ăn cơm nổi là người ta cứ ăn cháo thôi à. Mà em biết là dinh dưỡng từ cháo mà ngay cả cháo thịt nó đâu có bao nhiêu, em phải cho họ uống thêm sữa. Điều đó chứng tỏ là chế độ ăn của họ toàn bộ là chế độ nước. Cái đó là khó đó, nó khó. Mà trong khi đó nước tiểu người ta không có. Và trong trường hợp đó cái nước dư á, chúng ta lấy ra làm sao? Tại chúng ta nếu mà để dư nước á, thì những người này sẽ vào suy tim. Và như vậy cái việc của chúng ta là phải khống chế làm sao cái suy thận này nó đừng làm tổn hại thêm những cơ quan khác. Suy tim mà một khi xảy ra thì nó kéo theo viêm phổi bệnh viện khó chữa lắm ha. Vì thế nên trong trường hợp đó là chúng ta chỉ có 0,8 đến 0,8 đến 1. Nhưng mà ở bệnh nhân không tăng chuyển hóa, làm sao biết bệnh nhân không tăng chuyển hóa khác với bệnh nhân có tăng chuyển hóa? Không biết tôi có cái bảng đó không, không có cái bảng ở đây. Bây giờ làm sao biết bệnh nhân có tăng chuyển hóa và bệnh nhân không tăng chuyển hóa? Những bệnh nhân tăng chuyển hóa là những bệnh nhân có tăng thoái biến đạm, đó là những bệnh nhân có tăng protein. Và đây là những bệnh nhân mà creatinine trong 2 ngày liên tiếp nó tăng trên 1,5. Kali bệnh nhân tăng rất là cao, mỗi ngày kali người không tăng chuyển hóa nó sẽ tăng khoảng 0,5 đến 1, nhưng mà người này nó sẽ tăng 1,5 cho đến 2, nguy cơ tăng kali rất là cao, tăng phosphor cũng rất là cao. Thì trong trường hợp đó đó là em sẽ phải tăng protein còn nhiều hơn nữa. Và thực tế là cái gì? Thực tế là các bác sĩ không có cho ăn gì hết á. Thấy bệnh nhân không có nước tiểu mà bây giờ nói là ăn cơm không ăn được, bánh mì quá khô ha. Và thường là chúng ta cho ăn cháo là dinh dưỡng rất là kém. Mà nếu mà dinh dưỡng rất là kém kẹp cộng thêm với bệnh nhân bị tăng chuyển hóa, và lúc đó hầu hết là các bác sĩ cho người ta ăn mặc dù người ta không có nước tiểu, nhưng mà cái người AKI này á, là thận nó còn hồi phục, nó khác với cái người CKD. Vì thế nên trong trường hợp là cái người bệnh thận mãn, cái người bệnh thận mãn em chạy thận em làm gì em làm, nhưng mà em cho dinh dưỡng nó kém á, nó cũng không sao, tại đằng nào thận nó cũng chết rồi. Nhưng mà cái bệnh nhân á, mà tổn thương thận cấp á, mà em cho dinh dưỡng nó kém á, thì nó khó lắm. Vì thế cho nên có thường là tôi sẽ phải cho bệnh nhân là cái gì? Thứ nhất, tiết chế nước tối đa. Nước tiểu không có mà, tiết chế nước tối đa. Cái thứ hai là bệnh nhân ăn, nếu mà bệnh nhân ăn mà phải nước rồi thì nước nó dành cho những cái dung dịch dinh dưỡng, tức là bệnh nhân có thể là cháo thịt nè, mình cứ cho bình thường đi ha.
Cái thứ hai nữa là cho bệnh nhân uống sữa nè. Sữa có thể là đừng có Nepro 2, Nepro 1 gì ở đây. Tại vì mình cần protein nhiều. À, em nhớ nha. À, cái thấy thấy không có nước tiểu, thấy người kia có Nepro Nepro 2 thì mình cũng Nepro 2. Trời ơi, mình đang cần protein nhiều lắm. À, thì trong trường hợp đó nói họ uống sữa gì mà bình thường họ vẫn uống á, họ vẫn uống tiếp. À, và trong trường hợp đó em sẽ phải tính tổng lượng nước nhập vô. Và tổng lượng nước nhập vô thì trong trường hợp đó em sẽ lấy ra bằng thận nhân tạo. Rất quan trọng và rất khó, khó nó nằm ở nước điện giải thôi. Cái này là là theo dõi cân nặng là cực kỳ quan trọng ha. Em theo dõi và trong trường hợp đó em sẽ phải theo dõi đôi khi bun creatinine đồ bệnh nhân, à, điều chỉnh kháng sinh theo chức năng thận, đo nồng độ thuốc trong máu. Bây giờ cái khó nó nằm ở đây mà KDIGO nó chỉ ra. Ở đây là một bệnh nhân có nguy cơ cao. Đây là bệnh nhân vào bắt đầu cái giai đoạn mà trước thận và cuối cùng là tổn thương thận. Đúng không? À, thì người ta thấy là giai đoạn này chức năng thận bình thường, giai đoạn này bắt đầu giảm và cuối cùng bây giờ nó giảm nặng. À, nhưng mà bây giờ cái mà người ta nói là làm sao bác sĩ đa khoa phải phát hiện được giai đoạn này. À, tại vì trong giai đoạn này á, là bệnh nhân sẽ có thể là có tình trạng nguy cơ cao, bệnh nhân đang bị mất máu cấp, bệnh nhân vào viêm tụy cấp vân vân, có giảm thể tích, nó có giảm thể tích. Và ở trong giai đoạn này á, nếu nó có giảm thể tích thì em truyền dịch vào nó đáp ứng. À, nó có một cái đặc trưng là vậy. À, em chỉ cần truyền dịch vào, bệnh nhân vào biến chứng là tắc ruột. À, tôi thấy không biết là bao nhiêu bệnh nhân vào tắc ruột, bác sĩ lo mổ mà quên lo hồi sức. Creatinine bệnh nhân nó có một, nó một đâu có sao cô, nó nói trời ơi nhỡ trước đó là creatinine nó 0,7 sao, tại vì một khi bệnh nhân đã vào tắc ruột thì đôi khi trước đó nó đã có trục trặc cái gì đó rồi ha. Và y như rằng khám lâm sàng bệnh nhân khô queo à, mà lúc đó là nó vào tổn thương thận cấp, bác sĩ nói là thôi bây giờ cho kháng sinh là cho tia nam à. Và lúc mà mời tụi tôi lên á, là bệnh nhân vào động kinh thôi. Tại vì tia nam mà nó không phát hiện ra AKI, à, lần đó là làm đo là bun creatinine lại thì tôi nói cái ca này chắc nó suy thận rồi. Nó không cô, là vì creatinine lúc vô nó có một rồi, à, mà đâu có ai đi đo lại. Mà nếu không đo lại và lúc đó đến lúc mà đo khẩn cấp lại, ngưng tia nam, điều chỉnh hết mọi thứ, chuyển qua các thuốc khác, à, thì sau đó là bệnh nhân vào đa niệu sớm. Rất là may bệnh nhân nó cũng hên là tự dưng cái nó vào động kinh cái nó phát hiện ra cái suy thận. À, bệnh nhân cũng có số thôi. Rồi. Và bây giờ ở cái giai đoạn này nếu mà chúng ta điều trị phải phải cố gắng phát hiện có thiếu nước không? Em nhớ AKI à, nó sống chết là vì mình phát hiện ra cái thiếu nước. À, mình không có đi tìm, không có ai nói à. Và sau đó chúng ta truyền nước thì nó đáp ứng. Nhưng nếu chúng ta quên cái giai đoạn này đi. Thì nó bắt đầu chức năng thận nó giảm dần thì tình trạng thiếu nước này từ từ là nó thận nó suy mà nó không có lọc thì nó giữ lại nước hết à, thì sau đó nó qua một tình trạng là đặng thể tích và sau đó nó bắt đầu nó phù nếu mà bệnh nhân vẫn uống nước như bình thường. Và đến giai đoạn này á thì em có truyền nước, em có hồi sức, em có làm cái gì á là nó cũng không có đáp ứng. Đây là bắt đầu là cửa chết rồi, chết rồi. Thận á là nó chỉ đáp ứng ở cái khúc này thôi. Và nó chỉ có cái giai đoạn này nó gọi là thời gian vàng của chúng ta thôi. Mà chúng ta đã quên mất rồi thì đến lúc vào cái giai đoạn này là em thua. À, và đó là lý do mà vào giai đoạn này là ADKI người ta nói. Nếu mà bệnh nhân là ovolemic, đúng không? Tức là bệnh nhân không có dư, không có thiếu. Thì bây giờ thử làm một cái test nước, đúng không? Test nước mà đủ, thấy nước đủ rồi bây giờ thử làm một cái test LASIK. Thử làm cái test LASIK nước tiểu vẫn không hết, thôi. Kể như là nó không có đáp ứng, nó không có truyền nước nữa. Có người nói ô vô một cái là cứ thế mà truyền, rất khó khi mà điều trị cái giai đoạn này. Và trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải khám, cứ khám bệnh nhân cứ vài tiếng hoặc là một ngày chúng ta tám. Ở đây chúng ta sẽ thấy ở những giai đoạn này đôi khi là chúng ta thấy creatinine chưa tăng à, hoặc chúng ta chỉ thấy nó tăng, ví dụ nó từ 0,7 nó lên 1. Em đâu có nghĩ nó là tổn thương thận cấp, nhưng mà từ không creatinine từ 0,7 lên 1 thì nó là tổn thương thận cấp rồi, là vì nó tăng 0,3. Mặc dù nằm trong cái giới hạn bình thường. Và trong trường hợp đó người ta nói là nếu mà sau này ấy, người ta sẽ à, nếu mà chúng ta dùng nhiều hơn thì ở cái giai đoạn nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta bằng các cái biomarker khác, ví dụ như Engan hay là Kim quan chúng ta có thể phát hiện được. Nhưng không có cái này
thì chúng ta chỉ cần khám trên lâm sàng thôi. Tôi khuyên các em phải nhớ cái chuyện đó, đi khám coi bệnh nhân có thiếu nước không. Và người ta nói là cái cửa sổ để chúng ta điều trị nó càng ngày nó càng hẹp. Nếu mà ở cái giai đoạn trước thận mà chúng ta phát hiện được, 60% là giai đoạn trước thận mà chúng ta phát hiện được. Mà trước thận thì nó có hai nhóm nguyên nhân: một là nó giảm thể tích, hai là giảm thể tích toàn thân, hai là nó suy tim. Nó chỉ nhớ hai đó. Mà giảm thể tích đương nhiên nó còn cái nguyên nhân thứ ba nữa, nó là bệnh nhân vào choáng, bệnh nhân tăng canxi. Và nguyên nhân thứ tư nữa là trong trường hợp mà em thấy là rối loạn cơ chế tự điều hòa tại thận, tức là bệnh nhân đang dùng cái chế men chuyển nó chế tự thể, rồi ngày hôm đó nó hơi thiếu nước một tí, nó cũng có thể bị. Thì chúng ta phải điều trị ở giai đoạn sớm này. Nếu chúng ta điều trị ở giai đoạn sớm này mà nó được á, thì kể như bệnh nhân sẽ hồi phục, đó là may mắn. Còn không có thì thôi, và tử vong bệnh nhân sẽ tăng. Tôi rất thích cái hình này, rất thích cái hình này mà chưa biết hỏi làm sao. Vì thế cho nên đây á, là cái hình để cho các em hiểu, để em nhớ là cái giai đoạn mà trước thận này nó cực kỳ quan trọng. Cái giai đoạn mà tổn thương mà nó còn đơn giản này, chúng ta sẽ truyền cái dung dịch chuẩn và noradrenaline. Cái này nó có trong từ năm 2012, tức là cũng gần 10 năm rồi. Vấn đề là làm sao chúng ta áp dụng thôi. Ở đây là sau khi chúng ta điều trị rồi, chúng ta phải đánh giá. Đánh giá này nó xảy ra trong 24 tiếng đồng hồ đầu, hoặc là 24, cứ mỗi 24 giờ em sẽ đánh giá lại, coi cái huyết động học, nước tiểu có cải thiện hay không, hoặc là nó diễn tiến qua giai đoạn, hoặc là nó đã hồi phục hoàn toàn, hoặc là bây giờ nó diễn tiến sang một cái nhóm mới, tức là bệnh thận cấp. Tức là nếu mà từ giai đoạn 1 hoặc 2, 3 mà nó kéo dài, nó cứ từ 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 từ, nó không có tăng nhanh mà nó tăng chậm lại, và cuối cùng nó có thể diễn tiến sang là bệnh thận mãn, nếu mà AKI nó kéo dài. Đây là một phần khó, vì thế cho nên á, cho các em nghe thôi, các em nghe, các em biết, em làm trong thực hành thôi. Thực tế là tôi cũng không hỏi nhiều đối với lại điều trị thay thế thận. Như vậy đối với lại bài mà tổn thương thận cấp, đối với bài tổn thương thận cấp, thì tôi chỉ hỏi là chủ yếu là phần chẩn đoán, và làm sao em phân biệt được trước thận, đặc biệt là trước thận, sau thận. Cái thứ hai là đối với lại phần điều trị thì là chủ yếu là em sẽ là chăm sóc ở bệnh nhân. Nếu mà em biết đó là giai đoạn 1 thì em chăm sóc cái gì, nếu là giai đoạn 2 thì em làm cái gì, tức là cho em những câu đó. Rồi đối với điều trị thay thế thận thì tôi chỉ cần em thuộc cái kinh điển thôi. Ở đây là thực trạng thôi, chúng ta không có cần cái đó. Là vấn đề dịch tễ, là người ta nói là cái việc điều trị thay thế thận ở các nước mà đang phát triển thì nó rất là nhiều rào cản, nó rất là nhiều rào cản làm cho cái việc điều trị thay thế thận trở nên rất là trễ nải. Ví dụ như là cái ở đây em nói là về về dân số ở ngoài, hoặc là về cái hệ thống y tế, hay là cái người mà chăm sóc, hay là về phía bệnh nhân. Đây là những cái rào cản để cho thấy rằng là chúng ta, ngay cả khi chúng ta làm nghiên cứu mà chúng ta nói tổn thương thận cấp mà điều trị thay thế thận, nó sẽ là một cái sự mà thay đổi, hay là nó hoàn toàn không đồng nhất ở các nước, hay ngay cả ở trong cùng một nước. Thì bây giờ người ta đưa ra một số khuyến cáo. Thì ở cái mức khuyến cáo này chỉ định điều trị thay thế thận, thì cái này tôi sẽ hỏi em để ý ha, cái này chắc chắn là sẽ phải hỏi. Khuyến cáo có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm theo, bắt buộc là chúng ta sẽ phải làm theo. Thì ở đây chúng ta sẽ nói rằng là ở mức khuyến cáo là mức độ 1, bệnh nhân tiểu đe dọa tử vong, không đáp ứng điều trị nội khoa, và không đáp ứng điều trị nội khoa. Ví dụ như là kỳ rồi tôi đã nói rồi, là chúng ta có ai là ngộ độc, A là acidosis ở toan chuyển hóa, và phải nhớ là tất cả những cái này mà nó không đáp ứng với điều trị nội khoa. Hoặc là ở mức khuyến cáo này khi nhu cầu chuyển hóa và cân bằng dịch vượt quá khả năng của thận, thì cái này nó hơi khó, lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Có nghĩa là đôi khi em thấy creatinine nó không có cao mà vẫn phải cho chạy thận, đúng không? Em thấy là bệnh nhân này đang có rối loạn điện giải, em thấy vân vân, thì cái này ấy, mặc dù là nó khuyến cáo, cái câu này nó hơi khó, là nhu cầu của chuyển hóa và cân bằng dịch mà vượt quá khả năng thải của thận, có nghĩa là em phải biết mỗi ngày bệnh nhân nước tiểu nó ra được là bao nhiêu, khả năng thải kali nó bao nhiêu, khả năng thải creatinine nó bao nhiêu. Rồi bây giờ em biết em phải đánh giá nhu cầu chuyển hóa của người này ra làm sao, và nước, cái lượng nước họ ăn vào hoặc họ không thể nào ăn, nhiều bệnh nhân nó mê nó chỉ toàn ăn nước không à,
thì lượng nước cho vào nhiều quá. Trong trường hợp đó nước tiểu thận mỗi ngày chỉ thải ra có 500 mà lượng nước mỗi ngày đưa vào là 2 lít, thì trong trường hợp đó 1,5 lít làm sao mà lấy ra, chúng ta sẽ phải chạy thận thôi. Ha. Thì đây là một cái hình, là một cái hình để minh họa đến điều này. Ở đây chúng ta có chức năng thận của bệnh nhân ha. Đây là, và đây đây là một khái niệm mà tôi cực thích, là tại vì sao, là bao lâu nay ấy, là mình vẫn thực hành theo kiểu này, bao lâu nay thì tôi vẫn làm theo cái kiểu này, là tại được vì được huấn luyện theo kiểu đó, nhưng mà không có sơ đồ gì hết. Bây giờ các em rất là may mắn là có sơ đồ rồi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có là chức năng thận của bệnh nhân, đây là bình thường, bình thường. Và như vậy ấy, là em sẽ thấy là một đó là nhóm ấy, là đồ lọc cầu thận bình thường và nhu cầu bình thường, đúng không? Và một cái nhóm bệnh nhân đó là bình thường nhưng mà nhu cầu chuyển hóa tăng. Thì ở đây chúng ta thấy là chức năng thận càng ngày càng giảm, giảm xuống zero. Rồi bây giờ chúng ta có là nhu cầu chuyển hóa bình thường là nó nằm ở đây, nhu cầu chuyển hóa tăng là nó nằm ở đây. Chuyển hóa tăng là khi hồi nãy đã nói rồi, lặp lại, bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, bệnh nhân có tình trạng nhiễm độc ha, nó có chuyển hóa các tế bào tăng, thì trong trường hợp đó là chúng ta sẽ phải đánh giá. Thì như vậy ấy, là nó chia ra chúng ta vô tình nó thành là bảng giống như 22 ấy. Và như vậy chúng ta có bốn tình huống. Một là EGFA bình thường và chuyển hóa bình thường, đây là người bình thường, đúng không? Đây là người suy thận, tức là độ lọc cầu thận nó xuống rồi nè. Tức là người bình, độ lọc cầu thận giảm nhưng mà chuyển hóa bình thường. Tức là cụ thể như là bệnh nhân này không có choáng nhiễm trùng, bệnh nhân này chỉ giảm thể tích lưu thông thôi ha. Rồi nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái là eGFR bình thường mà nhu cầu chuyển hóa tăng, có nghĩa là creatinine em thấy nó có thể là chỉ có 0,7, nó chỉ có 1, nhưng mà mỗi ngày nó tăng nhanh quá. Ngày hôm trước ngày hôm sau nó tăng nhanh, tức là ngày hôm trước nó là 1, ngày hôm sau là nó lên là nó hơn 1,1,5, tức là nó lên đến 2,5. Nhưng mà cái này nó cũng ít lắm, thường thường là eGFR phải giảm. Hay nói cách khác đó là chúng ta sẽ có chỉ có nhu cầu chuyển hóa tăng, ví dụ như trong mà eGFR bình thường là người này không suy thận. Đó là những trường hợp ví dụ là bệnh nhân bị ly giải cơ sau khi bệnh nhân bị chấn thương, cái này là đa chấn thương đây, mà chức năng thận bình thường, chức năng thận bình thường mà ly giải cơ vân ha, hay là bệnh nhân đa chấn thương, thì trong trường hợp đó nhu cầu chuyển hóa tăng là vì mô nó dập nát quá nhiều. Thì em sẽ phải nhớ là cái này mà em nói mà bác sĩ thận nhân tạo mà chạy á, thì phải bác sĩ thận nhân tạo giỏi lắm người ta mới chạy. Giỏi người ta mới chạy ha. Chờ rẫy thì sẽ chạy đấy. Cái này á, thì em sẽ chạy như kiểu bình thường là vì độ lọc cầu thận giảm thôi. Nhưng mà nếu mà eGFR giảm mà nhu cầu chuyển hóa tăng mà em chạy giống như nhu cầu chuyển hóa bình thường á, bệnh nhân chết á, bệnh nhân chết á. Mà làm sao em biết nhu cầu chuyển hóa tăng hay là bình thường? Em phải theo dõi bun creatinine yong đồ mỗi ngày, mỗi ngày em mới xếp được. Và như vậy chỉ cần vài ngày thôi là em xếp được, sau khi em xếp rồi là như thế là em cứ làm tiếp. Thì điều đó chứng tỏ là gì? Là nếu mà nhu cầu chuyển hóa tăng thì có nghĩa là bệnh nhiều, bệnh đồng mắc, bệnh nhân nặng và bệnh nhân bị quá tải tuần hoàn rất là dễ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái gì? Đây là người bình thường. Ở đây chúng ta có thể điều trị gọi là bảo tồn, điều trị bảo tồn, có nghĩa là chúng ta cắt lọc mô, chúng ta làm gì đối với bệnh nhân. Cái này giảm nhưng mà nhu cầu bình thường, chúng ta không có có thể bảo tồn, hoặc là chúng ta sẽ chạy thận nếu mà bệnh nhân có bị quá tải. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân có nhu cầu chuyển hóa là tăng và giảm độ lọc cầu thận thì chúng ta phải điều trị thay thế thận. Đây là một khái niệm rất là chung nhưng mà cực kỳ hay. Tôi không biết là các em có hiểu được hết không, nhưng mà đối với các bác sĩ đa khoa thì bây giờ tạm thời là tôi sẽ nói cái khái niệm này để các em sẽ hiểu, để mở rộng ra thôi, để nói lên một trường hợp là không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ có chạy thận mà chạy thận cách ngày cách ngày cách ngày, không có đâu, không có chuyện mà chạy thận cách ngày. Có những bệnh nhân mà nhu cầu chuyển hóa cao và chúng tôi phải hồi sức bệnh nhân cao thì chạy là cái gì, lọc chậm luôn cho rồi, lọc liên tục cho bệnh nhân. Hoặc cái thứ hai, nếu mà chạy thận thường là vì huyết động học, bệnh nhân
Bình thường thì chúng tôi sẽ chạy mỗi ngày kéo dài trong vòng một tuần lễ. Sau một tuần lễ là bệnh nhân ổn liền. Ở mức đề nghị có nghĩa là khuyến cáo không phải một mà là hai. Thì yếu tố cần cân nhắc về phía bệnh nhân, các bệnh đồng mắt, bệnh nhân rất nặng. Chương trình chăm sóc là nhẹ thì mức đề nghị thì không có quan trọng, nhưng mà chỉ định ở mức mà khuyến cáo thì là rất là quan trọng. Mục tiêu là hỗ trợ chức năng thận trong điều hòa chuyển hóa thải nước, thăng bằng kiềm toan oxy base. Cái này cực kỳ quan trọng ha. Có nghĩa là em phải biết là chuyển hóa này theo hướng nhiều hay ít ha. Ví dụ như bệnh nhân mà tổn thương thận cấp mà nó đang bị nhiễm trùng thì em sẽ thấy bun-creatinin nó cao kinh khủng lắm, mà em mà chạy thận nhân tạo vớ va vớ vẩn chạy cách ngày không thôi là nó chết queo à, nó mau chết lắm à. Đôi khi nó cao quá em phải chạy gần như là mỗi ngày à. Và cái bệnh nhân mà chúng ta đang trình là creatinine của nó là 18 mà bun nó là 200, nhưng mà thể tích nước tiểu nó là 1 lít mà bác sĩ từ chối chạy thận nhân tạo à, tôi nói thật đó là phải kiểm điểm bác sĩ đó. Mặc dù là sau đó là bệnh nhân bây giờ là chuyển qua đây đoạn đa niệu rồi, nhưng mà quá nguy hiểm cho bệnh nhân. À, kali bệnh nhân nó là 5.8 mà bác sĩ cũng từ chối luôn chạy thận nhân tạo. À, gặp tôi là mà cái ca đó từ chối, sáng hôm sau tôi sẽ gặp liền trưởng khoa và đề nghị trưởng khoa giải quyết ha. Chứ không có phải để vậy, cái bun nó 200 sao để vậy ha. Mục tiêu lâu dài là cải thiện sống còn, nhưng mà bây giờ nó có một cái rất là nguy hiểm là nếu mà chúng ta không biết chạy thận nhân tạo á, thì đôi khi á, mỗi một lần chạy thận nhân tạo mà ở bệnh nhân tổn thương thận cấp á, là chúng ta sẽ phải chạy thận nhân tạo khác với là người bệnh thận mãn. Tức là chúng ta thấy bệnh nhân dư nước á, chúng ta sẽ phải rút, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng phải để cho bệnh nhân dương một tí gì đó à, không có rút cạn à. Ví dụ em thấy là bệnh nhân dư là 2 lít thì em rút khoảng 1,5 lít à. Rồi ngày hôm sau em có thể rút thêm 1,5 lít em canh mỗi ngày ha. Tức là để hơi dư một chút xíu bệnh nhân, nhưng mà phải biết cách tính, chứ nhiều khi em tính một hồi á, là nó dư nhiều quá bệnh nhân vào OP chết ha. Tức là nó rất là dễ chết một khi mà tổn thương thận cấp mà phải chạy thận nhân tạo. Nên người ta nói một câu là cái gì, nếu mà tổn thương thận cấp mà phải chạy thận nhân tạo ha, thì đó là cái dạng nặng nhất của tổn thương thận cấp à, có nghĩa là chắc chắn là giai đoạn 3 trở lên ha. Và nếu mà chúng ta không biết cách chạy thận nhân tạo, ai chúng ta cũng chạy thận giống nhau, như hiện tại tôi thấy rất là nhiều bệnh viện người ta chạy y chang à. Trời ơi, nhìn vô cái chương trình chạy ấy, tôi nói thua, bác sĩ này là bác sĩ không biết gì về thận mà đây chạy thận nhân tạo bệnh nhân tổn thương thận cấp. Thì trong trường hợp đó là chúng ta cứ cắm máy, chúng ta chạy như một người bệnh thận mãn à, thì cái thận này nó không có hồi phục được. Tại sao? À, tại vì mỗi một lần mà chúng ta cắm máy và chúng ta chạy mà chúng ta rút nước xối xả, bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp trong thận nhân tạo. Và do vậy thường thường là chúng tôi sẽ khuyến cáo là những bệnh nhân nào mà tôi thấy là cái thận vẫn còn hồi phục được thì mình sẽ ra một cái điều kiện à, và mỗi một ngày là tôi sẽ yêu cầu là rút bao nhiêu nước thôi à, và các bác sĩ thận nhân tạo cho đến thời điểm hiện tại họ cũng làm đúng như hệt như vậy. Và tôi muốn biết là rút bao nhiêu nước, tôi sẽ phải làm bi lăng và cân bằng xuất nhập bệnh nhân cũng như cân nặng bệnh nhân, khám tình trạng phù trên lâm sàng, khám tình trạng dư nước, tình trạng suy tim, khám toàn thể, làm một cái bảng. À, ví dụ như hai bác sĩ nội trú mà hiện tại à, thì phải coi coi bác sĩ Sơn Lâm, bác sĩ Lan Anh đang làm cái bảng như thế nào, đó là theo yêu cầu của tôi. Thì trong trường hợp đó em phải làm một cái bảng hoàn chỉnh như vậy mỗi ngày thì mới có thể đánh giá một cách toàn diện để chúng ta không có rút nước quá nhiều. Nếu mà rút nước mà quá mức mà gây ra tình trạng hạ huyết áp ở trong thận nhân tạo thì có nghĩa là kể như thận này nó không có hồi phục. Cái này là chúng ta để biết thôi à, thì trong cái chúng ta biết này chúng ta sẽ biết à, ở đây là IHD, tức là những cái nó gọi là intermittent hoặc là standard hemodialysis, là cái mà chúng ta hay làm nhiều nhất ở tất cả những đơn vị thận nhân tạo. Ở đây là chúng ta sẽ nói là prolonged intermittent, tức là thay vì chúng ta chỉ chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân là 3 tiếng như cơ bản như thông thường, chúng ta có thể kéo dài, đôi khi người ta gọi là chữ sled, chúng ta có thể kéo dài là 6 tiếng. Chợ rẫy có làm cái này, ngay cả ICU cũng có thể làm cái này à, là trong trường hợp đó chúng ta phải chứng minh là số lượng nước chúng ta lấy ra nhiều hơn. Ví dụ như một lần chạy thận nhân tạo nếu mà không tụt huyết áp chúng ta có thể lấy từ 700 đến 800 ml nước là bình thường, không có chuyện gì hết. 1.000 là phải bắt đầu phải canh coi chừng nó bị tụt à. Và bây giờ chúng ta muốn lấy ra, chúng ta phải tự hỏi mỗi mỗi ngày là bác sĩ thận nhân tạo hỏi là bác sĩ muốn lấy ra bao nhiêu à, để cho cái người bác sĩ họ quyết, chứ em đừng có là bác sĩ thận nhân tạo em ngồi em quyết hết, hoặc là em sẽ phải bàn với họ
cả hai cùng hợp sức thì nó sẽ chính xác hơn. Một bác sĩ về nội khoa giỏi về thận, tính toán về lượng nước cân bằng nước xuất nhập, và bác sĩ giỏi về 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 máy móc, thì hai người mà kết hợp với nhau và cùng mà thảo luận với nhau thì bệnh nhân sẽ sống. Còn hai người mà cãi nhau mày ai nấy làm á, thì khả năng là bệnh nhân sẽ tiêu thôi. CRRT tức là liên tục ha, là lọc chậm liên tục ha. Và trong trường hợp CRRT nó sẽ ưu tiên em có thể kéo dài 48, 72, có thể là 3 ngày, 4 ngày, thậm chí đến 5 ngày em kéo dài. Và một cái ưu điểm của CRRT là em sẽ thấy là em sẽ không làm tụt huyết áp bệnh nhân. Nhưng mà bù lại nó sẽ có một cái là em sẽ phải dùng gần như là 3 4 ngày này là bệnh nhân sẽ phải dùng kháng đông. Chính vì thế phải dùng kháng đông mới chạy được chứ không có tắc cái màng. Vì thế cho nên kháng đông sẽ là dùng nhiều nhất. Và do vậy thì là nguy cơ bệnh nhân bị chảy máu, bị mất máu chỗ khác, phải lại phải canh nữa. Thì trong trường hợp đó là chúng ta sẽ phải, cái này là để tham khảo thôi chứ còn thực tế là không có hỏi. Không có hỏi. Chứ mà nếu mà đi sâu hơn nữa thì nó sẽ có một cái phần là so sánh giữa CRRT và IHD để coi thử xem nó khác biệt như thế nào. Nhưng mà vì là các em chủ yếu là bác sĩ đa khoa, vì thế cho nên em chỉ cần ngừng lại ở cái chỗ là chỉ định. Cái thứ hai nữa là mình phải phối hợp với lại bác sĩ thận nhân tạo để điều trị và phải cân bằng nước xuất nhập cho bệnh nhân, cân bằng về dinh dưỡng. Thì ở những cái bệnh nhân mà chúng ta kéo dài cái thời gian lọc hoặc là SLAP, hoặc là chúng ta lọc chậm thì chúng ta sẽ ưu tiên là một ngày, ví dụ lọc chậm này ngày lấy 10 lít ra rất dễ, 10 lít ra rất dễ, còn này lấy được 2 lít rưỡi 3 lít là cũng khá lắm rồi. Không có 3 lít là phải chạy 3 tiếng 3 tiếng hay 3 tiếng rưỡi. Trong trường hợp đó là trong trường hợp đó em sẽ thấy là em sẽ có thể lấy nước được rất là nhanh mọi thứ, và tùy theo là kinh nghiệm của một cái nơi nào mà người ta làm CRT. Khi cái nơi nào mà mới quá, nhiều khi em thấy gắn cái ca nào CRT vô bệnh nhân chết quèo. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải hồi sức bệnh nhân theo dõi kỹ thì chúng ta có kinh nghiệm chứ không phải khơi khơi mà chúng ta làm. Đối với PD thì một số nơi người ta có thể làm, đặc biệt là ở những cái đơn vị mà hồi sức về tim mạch. Là tại vì sao? Là vài cái ưu điểm của PD, và đặc biệt là trong những cái đơn vị mà hậu phẫu sau mổ tim thì người ta sẽ làm PD, và đặc biệt là ngay cả hậu phẫu mổ tim mà ở con nít, đặc biệt là con nít. Hồi hồi xưa là hồi xưa là cái giáo sư Pháp đó, là mở ra viện tim đó, là chủ yếu là ông sẽ làm là cái PD ở con nít. Ở viện tim mà của thành, hiện tại là viện tim là bệnh viện của thành phố rồi. Và trong trường hợp đó là em sẽ phải canh chỉnh và hoàn toàn không có rối loạn về huyết động học. Còn nếu mà đối với những cái ca mà thực tế em thấy hiện tại là nhiễm trùng này, dập nát mô vân vân thì PD nó không nổi, PD làm không nổi ha. Thì trong trường hợp đó là em sẽ làm này, PD chỉ ưu tiên là chủ yếu là trong những trường hợp đó, là PD này là cấp tính, vì thế cho nên cái thời gian lưu catheter này nó cũng chỉ khoảng là 3 ngày là nguy cơ nhiễm trùng nó cao rồi, chúng ta không có làm. Thôi cái hình này nó chỉ là một cái để cho các em tham khảo thôi. Rồi, bây giờ lại còn thêm một cái câu nữa là khi nào thì ngừng. Cái câu này nó cũng khó lắm chứ không có dễ. Thế bây giờ bệnh nhân đang được chạy thận, renal replacement therapy là đang chạy thận. Thì bây giờ bệnh nhân có nước tiểu rồi, bắt đầu cái chỗ này là cãi lộn. Chỗ này lại cãi lộn. Thì bây giờ thường thường á, là các bác sĩ ngừng ở cái chỗ là có nước tiểu. Và bác sĩ thận nhân tạo nói bệnh nhân đã có 1 lít nước tiểu rồi nên tôi không có chạy nữa. Nhưng mà em phải để ý đến cái chữ đủ. Đủ tức là chức năng thận này á, vậy hồi nãy em thấy là những cái tế bào nó hồi phục, nhưng mà bây giờ nó tế bào nó mới hồi phục thôi, tức là tất cả những cái chức năng điều hòa thăng bằng điện giải nội môi gì nó chưa có điều hòa được. Tế bào là ở thông ống thận gần mà không có lông làm gì, không có lông chuyển, ATP nó chưa có làm được, tức là nó có mới có một cái thôi. Thì điều đó chứng tỏ là chức năng thận hồi phục. Nhưng mà nếu mà chỉ hồi phục chỉ có nước tiểu tức là nước tiểu bây giờ nó có 1 lít, bác sĩ thận tạo chạy qua đấy, có 1 lít rồi tôi không có chạy thận nữa. Ồ, cái đó là kinh khủng lắm ha, kinh khủng lắm. Thì thường là các bác sĩ lại báo lại với tôi thì tôi chỉ cần đơn giản là báo lên trưởng khoa thôi. Tại vì tôi người lớn mà tôi đâu có cãi lộn với mấy em nhỏ làm chi.
À, còn nhưng mà bệnh nhân của tôi mà AKI ấy, thì tôi giao tận tay bác sĩ và tôi nói rõ lý do. À, thường là lúc đó các bác sĩ để vô chỉ định của phó giáo sư Trần Thị Bích Hương, có nghĩa là kể như họ không có ý kiến gì hết. À, thì em sẽ thấy là nó có 1 lít nước tiểu, nhưng mà lúc đó điện giải nó vẫn rối loạn. À, buôn creatinine nó tăng rất nhiều, bệnh nhân cũng đang nhiễm trùng thể mà bệnh nhân chưa ăn uống gì được, thể tích nước nước mỗi ngày mình vẫn phải truyền vô, mình truyền kháng sinh mỗi ngày. Đôi khi em đối với những người này em phải tiết kiệm nước đưa vào, tôi tính từng ml kháng sinh đưa vào, nhưng mà mình vẫn phải cho bệnh nhân ăn nhé. Bây giờ nó ăn gì thì bây giờ nó chỉ ăn nước thôi, mỗi ngày nó phải là 1 lít nước vô ăn uống cộng thêm với lại 600 cái này, 600 gì, 600 kháng sinh nữa đúng không? Và nó đi tiểu ra là 1 lít, nhưng mà khám lâm sàng thì nó đang mệt suy tim. Lợi tiểu ở giai đoạn mà có 1 lít này á, là người ta khuyến cáo là em không nên dùng lợi tiểu, tại vì nó không có tác dụng gì hết, lợi tiểu nó không có hiệu quả. Thì trong trường hợp đó thì sao? Thì trong trường hợp đó mình vẫn phải chạy thận nhân tạo, vẫn phải chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân, nhưng mà mình không có rút nước thôi, hiểu không? Nó hồi phục được cái chức năng nào và nhu cầu á, là bây giờ giả sử như nhu cầu cần rút nước nó là bao nhiêu, nhu cầu rút nước bây giờ nó đã đi tiểu được 1 lít rồi mà bác sĩ tính là bây giờ nó chỉ dư độ khoảng 1 lít thôi, thì thôi thì ngày hôm đó là mình chỉ lấy ra là siêu lọc độ khoảng 1 lít, 1,5 lít thôi, nhẹ nhàng nhất đó. Nhưng mà mình vẫn phải giữ dialysis để lấy bỏ những cái chất khác. Còn nếu mà nhu cầu nó cần nhiều hơn, em sao em biết nhu cầu nhiều hơn, em thấy bùn nó tăng nhanh quá, creatinine tăng nhanh quá, ion đồ thay đổi nó chưa có ổn, thì trong trường hợp đó thì lại phải thay đổi hoặc là tăng lên, có nghĩa là ngày hôm nay, ngày hôm qua chạy thận rồi nhưng mà ngày hôm nay nó lại rebound lại như cũ, CRP nó vẫn còn cao, phản ứng viêm nó vẫn còn, thì trong trường hợp đó ngày hôm nay chạy thận tiếp nữa, chứ đừng có rập khuôn là cách ngày. Tôi rất khốn khổ khi mà phải giải thích cho các bác sĩ. Tại vì khi mà tôi nhìn cái toa mà các em điều trị, có bệnh nhân là điều trị 1 tháng trời, mà ca đó là tổn thương thận cấp, 1 tháng trời ở tỉnh, họ chạy thận nhân tạo làm sao chạy thận cách ngày. Mà lên creatinine còn cao, mọi thứ nó là cao, nó nhiễm trùng, nó động kinh, đủ thứ hết trơn, mà chạy thận kiểu đó là sao được. À, lên đây chạy thận luôn 3 ngày liên tục. À, và sau 3 ngày bệnh nhân khỏe, cải thiện các triệu chứng suy tim, cải thiện viêm phổi, cái gì cũng cải thiện hết, thì lúc đó nó ăn được. Em phải làm sao để cho nó ăn được, và khi nó ăn được nó khỏe hơn mọi thứ thì bắt đầu nó ăn chất lượng hơn ha. Cung cầu cải thiện thì mới giảm. Vì thế cho nên phải có cái chữ đủ nằm ở đây, các bác sĩ thận nhân tạo làm ơn ha. Đất là các bác sĩ chuyên khoa 2, hầu hết là các em đều học thận nhân tạo hết. Nhưng cái vấn đề quan niệm mà về điều trị này chúng ta sẽ khó. Ở đây là chúng ta sẽ có những cái hoán đổi từ cái nào qua cái nào thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có phần kết luận là chủ yếu là chúng ta phải phát hiện sớm. Vì thế cho nên tất cả những cái vấn đề nào liên quan đến phát hiện sớm tôi sẽ hỏi. Tôi sẽ hỏi là đối tượng nào sẽ là nguy cơ cao, đúng không? Và bây giờ chủ yếu là đối với những nguyên nhân trước thận. Can thiệp ban đầu ở giai đoạn 1, 2 cực kỳ quan trọng. Cái đến giai đoạn 3 đâu có làm được cái gì đâu. Và chỉ định điều trị thay thế thận hợp lý, đó là quan trọng. Bây giờ là 3 giờ 48 phút rồi. Có lẽ là em nào bận thì thôi. Nhưng mà nếu mà em nào không bận thì tôi sẽ bắt đầu chỉ có 10 phút thôi, đối với lại bài bài này, để cho ngày thứ tư chúng ta bắt đầu vào, là bài đái tháo đường là chính, và thứ hai là bài viêm thận lipid. Ở đây nó chỉ là cao học thì em đã học rồi các hội chứng chính, nhưng mà hội chứng chính trong thận học, còn ở đây là hội chứng chính của cầu thận, và cuối cùng là tiếp cận. Ở đây tôi nói đến hai bệnh án, mà bệnh án đầu tiên là chủ yếu là bệnh nhân phù toàn thân, thì trong đó khả năng chúng ta nghĩ nhiều đó là hội chứng thận hư. Cái bệnh nhân thứ hai là chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân này đến vì tiểu máu, và ở trong này chúng ta sẽ thấy có chức năng thận suy, có cao huyết áp, phù không nhiều, tiểu đạm không nhiều. Thì trong trường hợp đó là chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến hội chứng viêm thận cấp. Đây là hai hội chứng nổi bật trong bệnh cầu thận. Đây là hai hội chứng nổi bật trong bệnh cầu thận. Ha. Bây giờ bệnh nhân thứ ba thì bây giờ nó có cái chức năng thận bình thường. Cái bệnh nhân này nó khó hơn là bệnh nhân bình thường. Mà nếu mà bệnh nhân này mà ai chẩn đoán ra ra điểm là chắc chắn điểm ít nhất là phải từ 7 trở lên. Ha.
ít nhất ha là từ 7 trở lên, rồi sau đó là từ trừ dần dần nếu mà em nói 7 nữa bạn, tại vì cũng có thể là em đoán đoán vậy. Thì em sẽ để ý nè, creatinine trước đó 2 tháng là 1, cái ngày nhập viện nó là 1.8 ha. Mà mới một 1.8 mà mình nhìn này mình nói có thể là tổn thương thận cấp. Lặp lại lần thứ hai, ngày thứ hai, ngày thứ ba nó không thay đổi. Thì thường thường á, mọi người á, nếu mà thấy lặp lại ngày thứ hai, ngày thứ ba không thay đổi thì không lặp lại nữa. Còn nếu á, mà trong trường hợp á, mà trong 2 ngày đó mình sẽ có đầy đủ hết tất cả những xét nghiệm này, thì chúng ta thấy bệnh nhân này vừa có tiểu máu vừa có tiểu đạm rất là nhiều, nhưng mà albumin nó không có giảm. Tức là nếu mà nó là hội chứng tận hư thì tại sao mà nó không mất albumin nhiều, không có mất albumin nhiều, có nghĩa là hội chứng tận hư này nó mới xuất hiện ở đây thôi mà nó lại còn tiểu máu. Thì cái việc tiếp theo chúng ta sẽ phải theo dõi, nếu mà 2 3 ngày đầu nó không phải là tổn thương thận cấp thì sau 7 ngày 14 ngày chúng ta theo dõi thì chúng ta sẽ thấy creatinine nó tăng dần. Đây là cái nhóm này là cái nhóm mà thường gặp ở trong suy thận tiến triển nhanh, đối với nam thường là bệnh thận IgA, đối với nữ là lupus, em phải cảnh giác. Rồi đây là hình ảnh của cấu trúc cầu thận bình thường ha. Tế bào nội mô, nếu mà em nào đã nghe cái kỳ rồi tôi nói về CME, tế bào nội mô mao mạch cầu thận là cái lót ở mặt trong, nó giống như là một cái mao mạch thông thường nhưng mà lót mặt trong tế bào nội mô. Nhưng mà mao mạch cầu thận nó đặc biệt ha, là nó có 2 lớp tế bào. Đây là tế bào podocyte là chân giả, đây là tế bào nội mô. Và ở đây là chúng ta sẽ thấy màng đáy ha. Và chính vì cái cấu trúc này nên nó sẽ có một cái tính là chọn lọc, không phải cái gì nó cũng đi qua. Cái mà mọi thứ nó gạn lại có nghĩa là nó không cho albumin đi qua. Máu thì nó chỉ xuất hiện nếu mà có phản ứng viêm. Bình thường chỉ có một lượng ít máu, tại vì hồng cầu kích thước nó lớn lắm. Kích thước nó lớn lắm, nó không có lọt qua được. Không có lọt qua được cái màng này. Chỉ khi nào mà nó viêm, nó phù nề, nó phá vỡ cái cấu trúc này thì em sẽ thấy có hồng cầu. Và chính vì thế cho nên nó có 2 đặc trưng chính của bệnh lý ở cầu thận. Một là protein, hai là máu. Thì đối với bệnh cầu thận á, là người ta nói là chỉ khi nào là em thấy là nó chỉ bệnh ở cầu thận mà không có bệnh ở nơi khác, hoặc những nơi khác nó ít. Mà nếu mà người ta để cái chữ cầu thận thì có nghĩa là bệnh ở cầu thận mà chưa chắc là do viêm. Còn nếu mà người ta nói là viêm cầu thận mà chắc chắn là nó có phải phải có phản ứng viêm. Và nói đến phản ứng viêm thì thế nào cũng có hiện tượng phù nề, có hiện tượng có tiểu máu ở nằm đây. Đứng về mặt nguyên nhân thì người ta chia làm đôi, là bệnh cầu thận này có nguyên nhân, là thứ có nguyên nhân là cầu thận này mà tổn thương thận là một bộ phận của tổn thương cơ quan khác, tức là nó thứ phát sau một nguyên nhân khác, hoặc là nó không có tổn thương nào khác hết, nó chỉ có bệnh ở cầu thận thôi. Thì cái bệnh này ấy, em sẽ nhắm mắt lại, cái này chiếm 90%, cái này chiếm 10%. Nhưng em nói là bệnh cầu thận nguyên phát, là một số trường hợp em có thể sử dụng ức chế miễn dịch, nhưng mọi bệnh nhân em bắt buộc phải loại trừ. Và đôi khi là nó khó khăn, có nghĩa là nó có thể một bệnh nhân có một cái bệnh gì đó, ví dụ như đái tháo đường, nhưng họ vẫn có thể có bệnh cầu thận nguyên phát, khó hơn nhiều, khó hơn nhiều em nghĩ. Ở đây là phân biệt bệnh cầu thận và bệnh ống thận mô kẽ. Thì cái thường em hay gặp là cầu thận. Cái đó là xứ chúng ta, tôi đang nói chuyện của xứ chúng ta chứ tôi không nói chuyện của xứ khác. Ở nước ngoài ấy, thì bệnh cầu thận, ví dụ nước ngoài đây là tôi nói Mỹ, tôi nói châu Âu, thì em sẽ thấy bệnh cầu thận á, khi khi vào một cái một trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ý thì người ta nói cho tôi là bệnh cầu thận là bệnh hiếm mà bệnh ống thận là bệnh thường gặp. Người ta đang ngược rồi đấy, nhưng mà chúng ta đang đứng ở Việt Nam và những cái nước á, mà những cái nước nghèo á, chúng ta sẽ thấy bệnh thủ cầu thận rất là thường gặp. Nhưng mà tại sao những cái số liệu thống kê của chúng ta không nhiều, như hồi nãy chúng tôi đã nói rồi, mình thống kê ra không ai nghe hay không ai tin hết, và cũng và số liệu của chúng ta cũng thiếu thốn là vì cái phương tiện chẩn đoán của chúng ta bị hạn chế. Chúng ta thường gặp bên này nó ít gặp. Ở nước ngoài tại sao nó hay bị bệnh ống thận là vì á, là nó dùng thuốc rất là nhiều, đặc biệt là người già, vì thế là hay bị dị ứng thuốc. Là thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh ống thận mô kẽ này là không phải là do dị ứng thuốc thì là do cái hoại tử ống thận vân vân ha. Lâm sàng là tiểu máu, cũng có protein, nhưng mà tiểu này là tiểu chủ yếu là albumin. Còn nếu mà mô kẽ là em sẽ tiểu protein nhưng không có albumin, là vì chủ yếu nó tổn thương của mô kẽ.
Và đó là một cái xét nghiệm mà bây giờ chúng ta có thể làm được, tức là có albumin trong nước tiểu, còn này là albumin là âm tinh. Ở đây chúng ta có, nó có thể gây suy thận bất cứ kiểu nào. À, cái này là cái bảng mà nó cơ bản lắm, em có thể coi ở trong Harrison từ bao lâu rồi nó có, à, nó tồn tại bao nhiêu từ cái thuở mà tôi còn là sinh viên cho đến bây giờ. Có nghĩa là không có gì mới, không có gì khác. À, bây giờ chúng ta phân biệt cầu thận nguyên phát và thứ phát. À, chiều hồi nãy tôi nói rồi, hầu hết và đặc biệt đó, là nó thường xảy ra ở trẻ, người trẻ nha. Người trẻ mà dưới 40 tuổi thì em phải nhớ đến nguyên phát. Nếu mà người trẻ mà người mà trung niên trở lên mà càng già bao nhiêu thì em bắt buộc phải loại trừ thứ phát. Thứ phát thì lúc đó em phải tìm có thứ phát sau một bệnh lý gì. Người lớn tuổi có phải thứ phát sau ung thư, sau đái tháo đường ha. À, còn người trẻ hay chỉ có chủ yếu là thứ phát sau lupus nếu ở nữ. Mới đây có gặp một bệnh nhân 62 tuổi, à, mà các bác sĩ ở khoa thận cứ nói là viêm thận lupus. Cái tôi nói 62 tuổi mà viêm thận lupus thì thú thiệt là tôi chỉ gặp có một lần, à, mà cái người đó không ai nghĩ đó là lupus thì. Chứ còn bệnh nhân này mà là lupus thì tôi nghi ngờ nó là một bệnh khác. Tại vì bản thân ví dụ như là em thấy anti-TSDNA nó có thể dương trong nhiều bệnh khác nữa, à, khi em nghe về lupus vào thứ tư. Tổn thương. Và cái này nếu mà em nói là nguyên phát thì em có thể điều trị ức chế miễn dịch. Cái phần này là tôi đã nói rồi. Rồi cái mà chúng ta kết vào cái đuôi của cái bệnh cầu thận. Tại vì mọi người hay phải gắn một cái đuôi gì vào thì mới cảm giác là yên tâm. Nhưng mà hầu hết là chúng ta gắn mà chúng ta không có một cái, chúng ta không có một cái chứng cứ nào hết để chúng ta gắn. Ha, thường thường chúng ta không quan tâm. Chúng ta thấy bệnh nhân tiểu máu thì chúng ta cứ phết vô vi mô cầu thận cấp. Chúng ta thấy bệnh nhân suy thận chúng ta phết vào vi mô cầu thận mãn. Ha. Thì cái này là nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái diễn tiến bệnh nhân xuất hiện. Ha, diễn tiến có nghĩa là từ lúc bệnh nhân có triệu chứng cho đến bây giờ là nó xảy ra trong bao lâu. Và em biết là bệnh nhân mình thì nó lại không có, nó không có quan tâm nhiều đến sức khỏe của nó, à, và chỉ khi nào nó nặng lắm nó mới đến. Nên đôi khi chúng ta dựa vào cái này nó khó. À, và bây giờ người ta sẽ nói chúng ta có một tiêu chuẩn vàng để có thể dựa vào là em dựa vào siêu âm để coi à, là kích thước thận nó có teo nhỏ hay không. Em dựa vào cặn lắng nước tiểu để em tìm những cái bằng chứng của tổn thương mới, à, cái này trụ rộng là tổn thương cũ, và cái cuối cùng là em sẽ dựa vào kết quả sinh thiết thận. À, bây giờ đối với bệnh cầu thận thì chúng ta có là có năm hội chứng. À, trong năm hội chứng thì bây giờ hội chứng thận hư thì dễ rồi, tôi khỏi. Hội chứng viêm thận cấp thì trong trường hợp nó nước tiểu á, là em sẽ để ý của cái người, cái nước tiểu của cái người viêm thận cấp, cái tiêu chuẩn bắt buộc nó phải có, đó là phải có máu. Protein niệu nó không có nhiều, nó có thể có giảm độ lọc. À, bên này là hội chứng thận hư, bên này là viêm cầu thận cấp. Và phân biệt của nó là nếu mà tiểu đạm rất là nhiều á, thì em gọi là hội chứng thận hư, à, kèm theo phù nhiều giảm albumin máu. Còn tiểu máu là nổi trội, những cái kia là ít, mà nó có kèm theo tổn thương thận cấp là viêm cầu thận cấp. Bây giờ có em nói thưa cô bây giờ vừa có tiểu đạm vừa có tiểu máu vừa có suy thận thì gọi là cái gì? À, cái đó là hội chứng viêm thận tiến triển nhanh. À. À, cái này là phân biệt dễ mấy em có. À, ở đây em thấy là đứng về mặt giải phẫu bệnh, à, đứng về mặt giải phẫu bệnh nó có những cái sang thương. À, sang thương thì à, chắc là đến cái bài hội chứng thận hư á, thì bác sĩ Vũ sẽ dạy cho em cái bài là sang thương tối thiểu, bệnh cầu thận màng, sơ chai cầu thận khu trú từng vùng đối với bệnh cầu thận nguyên phát. Còn đối với bệnh cầu thận á, mà là hội chứng viêm thận á, thì hầu hết á, nó khó quá. À, nên trong trường hợp đó em chỉ cần biết đến một cái sang thương là sang thương tăng sinh của viêm cầu thận cấp thôi. À, viêm cầu thận cấp thì trong trường hợp nó nổi trội nó là tiểu máu. Em nhớ giùm tôi. Tại vì nó có một câu trắc nghiệm, nó có câu trắc nghiệm nó hỏi là bây giờ bệnh nhân vô vì tiểu máu này nọ này em nghĩ đến cái gì, nó mấy cái hội chứng đó. Thì ở đây á, là à, hội chứng là tiểu máu, mà tiểu máu nó ở trong nó em sẽ thấy có trụ hồng cầu, em có hồng cầu biến dạng, em phải nhớ giùm tôi cái chi tiết hồng cầu biến dạng. Tại vì tôi có thể hỏi một câu nó có hồng cầu biến dạng thì em nghĩ đến cái gì, ở dưới này nó có một câu là sỏi hay là cái gì đó em phải lựa vào viêm cầu thận cấp. À, cơ chế chính của nó là do tổn thương do phức hợp kháng nguyên kháng thể lắng động tại cái lớp dưới nội mô của màng đáy cầu thận. Đây là hình ảnh cầu thận bình thường, đây là hình ảnh cầu thận viêm cầu thận cấp, thì em thấy nó dày, nó tăng sinh đến độ mà em không còn thấy cái khoảng niệu. Đây là khoảng niệu này, khoảng bao man này.
Và chắc chắn nếu mà nhìn như thế này là mình thấy bệnh nhân này là chắc chắn là có thiểu niệu. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ là chúng ta sẽ thấy xen lẫn vào đây là nó có những cái tế bào này. Ở đây em sẽ nhìn thấy nó là tế bào có múi. Tế bào có múi đó là bạch cầu đa nhân. Bạch cầu đa nhân nó khá nhiều bạch cầu đa nhân trung tính thì chắc chắn đây là có phản ứng là viêm cấp và kèm theo hiện tượng tăng sinh của tất cả, nó gọi là cái gì, tăng sinh mà đến độ nó biết luôn cái lòng mạch này, là tăng sinh tế bào nội mô, tăng sinh tế bào giang mạch và tăng sinh tế bào ngoại bì, tăng sinh hết tất cả các tế bào, nó gọi là tăng sinh loan tỏa cả cầu thận và kèm thâm nhập các tế bào viêm thì nó gọi là cái này rồi cũng hình ảnh như vậy, có hình ảnh là hoại tử fibrin luôn. Và có hình ảnh tạo liềm. Này ca này nặng quá rồi, ca này không có nước tiểu. Ở đây là một cái hình ảnh của cái màng đáy cầu thận bình thường. Ở trong trường hợp nếu mà đây là hình ảnh của một cái viêm cầu thận điển hình luôn, viêm cầu thận cấp mà hậu nhiễm. Thì trong trường hợp đó em thấy ở đây là lòng mạch, ở đây là khoảng niệu và em sẽ thấy là cái có hiện tượng là lắng đọng thành từng những cái khối, lắng đọng thành từng cái khối ở vùng dưới của màng đáy, vùng dưới của màng đáy. Diễn tiến thì thường thường nó thuận lợi lắm. Nếu đúng là viêm vi cầu thận cấp mà hậu nhiễm viêm cầu trùng 6 7 ngày là tự nó diễn tiến. Nhưng em phải nhớ là tiểu máu nó kéo dài. Tiểu máu rất là khó biến mất, nó phải 6 tháng thậm chí có ca đến 1 năm trời nó vẫn còn tiểu máu. Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ phải dựa. Như vậy chúng ta dựa vào đâu để chúng ta biết là bệnh này nó khống chế được rồi? Chúng ta dựa vào xét nghiệm đó là bổ thể C3, bổ thể C3. Tại vì đây là một cái bệnh thận mà nó tiêu thụ bổ thể, nó sử dụng bổ thể để lắng đọng vào những cái khối đó hồi nãy mình thấy khối lắng đọng. Như vậy nếu mà bổ thể C3 trong máu nó về bình thường có nghĩa là bệnh đã ổn định rồi. Nhưng mà nếu mà cái bổ thể C3 nó kéo dài, tiểu đạm tiểu máu nó kéo dài thì bệnh nhân có khuynh hướng sẽ diễn tiến đến suy thận và thậm chí nó có thể diễn tiến đến hội chứng thận hư. Vì nó diễn tiến hồi phục tự nhiên, vì thế cho nên chúng ta không có cần sinh thiết. Chúng ta chỉ sinh thiết nếu mà bệnh nhân đặc biệt thôi, là lúc đó chỉ định tùy thuộc vào bác sĩ thận. Nếu mà nhiễm trùng, mà nhiễm trùng này là ở họng mà nó còn thì mới dùng kháng sinh. Còn cái nhiễm trùng đối với viêm cầu thận cấp hậu nhiễm là chúng ta thấy ở thời điểm mà bệnh nhân đã bị viêm cầu thận cấp, bệnh nhân hết sốt rồi, không còn sốt, không còn gì hết. Nó chỉ có một cái là lúc đó là bệnh nhân bị tiểu máu thôi. Điều trị bảo tồn, bệnh sẽ tự hồi phục, có thể kéo dài và điều trị tích cực. Rồi bệnh án này thì đây là một cái hội chứng của suy thận tiến triển nhanh. Suy thận tiến triển nhanh thì bao gồm cái gì? Nó diễn tiến trong vài tuần, nó tiểu máu, tiểu protein. Và trong trường hợp đó là chúng ta sẽ phải chuyển sang bác sĩ thận để chẩn đoán sớm và điều trị càng sớm càng tốt. Thì người ta nói đối với lại những cái trường hợp đó là chuyện gì xảy ra, là một phản ứng viêm xảy ra rất là nặng, xảy ra ở thận. Trong trường hợp đó phản ứng viêm này nó không chỉ khu trú ở cái tế bào nội mô ở mao mạch cầu thận mà nó lan ra khoảng niệu, và khi nó lan ra khoảng niệu nó sẽ kích hoạt làm tăng sinh cả cái tế bào nó gọi là tế bào ngoại bì ở khoảng niệu, và do vậy nó bít dần, và trong trường hợp đó là của em nó là cái liềm. Và nếu mà cái liềm này mà bệnh nhân có mà bây giờ chúng ta điều trị mà tích cực mà điều trị đúng á, là nó sẽ hồi phục lại và nó trả lại cái cấu trúc bình thường. Còn nếu không thì nó chuyển thành mô sơ và bệnh nhân vĩnh viễn mất chức năng thận. Thời gian từ lúc nó tiến triển này cho đến khi mất chức năng thận chỉ trong khoảng 2 tháng thôi. Cho đến hiện tại nếu bệnh nhân này, bệnh nhân nào mà đối với đến gặp tôi á, mà nó trễ rồi tức là hơn 3 tháng rồi, từ 2 tháng trở lên là khả năng là chúng tôi hồi phục cũng rất khó. 3 tháng là kể như khó rồi. 3 tháng mà bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì gần như là bệnh nhân mất hết. Đây là tổn thương liềm của một bệnh nhân tôi thấy là nó tăng sinh, nó bít hết ở toàn bộ này. Và bệnh nhân này đã được điều trị rất là tích cực, sau đó bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Nhưng mà sau đó bệnh nhân lại vào một cái đợt tiến triển nặng nữa và bệnh nhân nhập viện trễ thì bệnh nhân sẽ vĩnh viễn. Thì bây giờ tiếp cận chẩn đoán này là trong một cái biểu đồ của Harrison em sẽ gặp, mà trong cái chẩn đoán này người ta sẽ chia ra là thường thường á là người ta sẽ dựa vào cái gì, là bổ thể C3. Em phải nhớ bổ thể C3, bổ thể C3 nó có bình thường hay là nó giảm, từ đó chúng ta sẽ chia ra thành các nhóm. Nếu mà nó bình thường á thì thường á nó có thể là cái nhóm này, và hai cái nhóm này là chúng ta sẽ thấy ít gặp lắm, kháng thể kháng màng đáy hay là bệnh
nghèo miễn dịch, tức là vasculitis, có một bệnh nhân nó bị này mà vô rồi không có ai biết hết, sau đó là các bác sĩ chuyển đến tôi thì sau đó là tích cực điều trị thì bệnh nhân hồi phục hoàn toàn chức năng thận. Rồi còn cái nhóm thứ hai nữa chúng ta sẽ phải cẩn thận đó, tức là nó cũng giống giống cái nó có C3 nó bình thường. C3 bình thường mà bệnh cầu thận chúng ta phải cẩn thận đó là bệnh thận IgA, nhưng mà C3 mà nó giảm đó, thì chúng ta sẽ có là hậu nhiễm, chúng ta có lupus là chúng ta thường gặp. Còn những cái nguyên nhân khác nữa là bệnh cầu thận mà tăng sinh. Viêm cầu thận mãn thì nó chỉ có 5 tình huống mà phát hiện thôi, tức là hoàn toàn bệnh nhân không có triệu chứng gì hết cho đến khi phát hiện bất thường của nước tiểu, có thiếu máu, tăng bun-creatinin, thận teo, tình cờ xét nghiệm và nó sẽ bị bùng phát lại cái bệnh cầu thận sau viêm họng và viêm da. Và năm tình huống này nó đã kinh điển lắm, nó có từ năm 1900 trên năm trước năm 1980. Vì thế nên trong trường hợp đó là nó không có gì mới mẻ hết đối với chúng ta. Điều trị nó gần như nó không có đặc hiệu. Vì tổn thương chủ yếu của nó là xơ. Còn đối với lại cái hội chứng bất thường nước tiểu không triệu chứng thì em có tiểu máu đơn độc hoặc là tiểu đạm đơn độc. Cái hình này để nói lên điều gì? Là bình thường là chúng ta chẩn đoán trên lâm sàng và chúng ta không có giải phẫu bệnh. Không có giải phẫu bệnh, đây là cái giới hạn của chúng ta. Và điều đó chứng tỏ là từ lâu cái này tôi vẫn xài mà cái hình mới nó cũng có. Tức là một cái hội chứng thận hư thì chúng ta sẽ cái biện luận nguyên nhân, chúng ta ngồi chúng ta nói biện luận nguyên nhân mà chúng ta không có dựa vào sang thương. Đó là lý do mà khi chúng ta cập nhật về hay là chúng ta đọc mà những cái sách kinh điển mà về kinh điển nó không cần sách mới mà về bệnh cầu thận thì em sẽ thấy rất là khó hiểu. Tại vì sao? Tại người ta bắt đầu từ đây. Người ta nói sang thương tối thiểu, sang thương tối thiểu nó có thể biểu hiện bằng hội chứng thận hư, có thể viêm cầu tiểu đạm, tiểu máu, vân vân. Hoặc là xơ chai cầu thận khu trú từng vùng nó có thể biểu hiện bằng cái này cái kia, rồi tùy theo cái này cái kia người ta điều trị khác nhau. Còn chúng ta thì chúng ta bắt đầu đi từ đây. Vì thế cho nên đó là cái giới hạn của chúng ta. Và em sẽ thấy là mỗi một cái sang thương sau khi ra rồi em vẫn phải lo là nó có thể là vô căn. Vô căn nó chiếm hầu hết các trường hợp, mà cộng lại là nó sẽ là 80 đến 90% các nguyên nhân. Nhưng chúng ta phải nhớ những cái nguyên nhân, những nguyên nhân mà thứ phát để chúng ta loại trừ. Khó nhất là nếu mà bệnh nhân mà bị bệnh thận mà nó cộng thêm một cái viêm gan nữa là em không biết là cái gì. Trong trường hợp đó em sẽ phải sinh thiết. Nếu mà bệnh nhân đó mà viêm gan siêu vi B mà kết quả sinh thiết thận em là viêm cầu thận màng, thì trong trường hợp đó em biết chắc chắn đó là bệnh cầu thận màng này nó có liên quan đến viêm gan siêu vi B và chúng ta không được dùng corticoid. Tương tự như vậy, viêm cầu thận tăng sinh màng, hai cái sang thương mà gọi là màng như thế này, bệnh cầu thận màng hoặc viêm cầu thận màng, em phải nhớ nó là liên quan đến viêm gan và phải loại trừ hai cái này trước khi chúng ta dùng corticoid. Sinh thiết thận là cái mà em sẽ là biết là sinh thiết thận dưới siêu âm nè. Và thường là kỳ rồi tôi có nói khi mà sinh thiết ra nó ở nước ngoài nó sẽ có một cái kính hiển vi, với một cái kính này là nó sẽ cho mình đọc cái hình này là hình chụp dưới kính hiển vi là đếm thử xem nó có đủ cầu thận không. Nếu mà đếm mà số lượng cầu thận ít nhất là phải được 7 cầu thận là chúng ta biết là mẫu sinh thiết này chúng ta là thành công, và sau đó là chúng ta người ta sẽ nói là thôi đủ rồi, không cần sinh thiết nữa. Nhưng mà cái này em chỉ gặp khi mà em ra nước ngoài thôi. Ở Việt Nam mình thì đôi khi là bác sĩ lâm sàng sẽ phải tự quyết định để sinh thiết nhiều hay ít. Thường là tôi sẽ sinh thiết 2 mẫu. Nhưng mà em biết 2 mẫu là nguy cơ nó sẽ dễ bị chảy máu nhiều hơn. Và như vậy thì tóm lại là chúng ta sẽ phải phân biệt giữa nhận biết là các hội chứng, phân biệt nó với bệnh cầu thận. Và cuối cùng trước khi mà chúng ta nói đến điều trị bất cứ một cái bệnh cầu thận nào, chúng ta phải nói nó nguyên phát hay là thứ phát. Cảm ơn các em đã ngồi thêm mấy phút nữa. Như vậy là chúng ta đã chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay. Các em nếu mà có thắc mắc có thể gửi qua email cho tôi. Có thể gửi qua email cho tôi. Và còn lại thì là thứ chúng ta sẽ chờ cho đến thứ tư. Chúng ta sẽ chờ cho đến thứ tư thì chúng ta sẽ học 2 bài. Ngày thứ tư là nó khá nặng nề, vì thế cho nên cũng đúng cái thời gian này, đúng thời gian này là chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi cảm ơn các em có thể nghỉ. Cảm ơn cô ạ. Rồi chào các em.